Quyển 3, chương 121 Kẻ đó thấy một kích chưa hoàn toàn đắc thủ bèn tiếp tục vung búa, vương minh hứa lúc này đã bị đánh ngã ngồi trên nền đất, thấy vậy lập tức thu người về phía tấm phản, chiếc búa của hắn nện vào phản kêu vang, phản gỗ gãy rời xuống đất. Vương minh hứa ngẩn phát đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng nhạt nhòa, đặng diệu đứng thẳng cầm búa, nửa thân trên để trần, lộ ra cơ bắp cùng cùng như gấu, mặt mũi hung tợn, ánh mắt hưng phấn tột cùng. Đó rõ ràng là ánh mắt của ác thú nhìn con mồi. Hắn chính là người như thế, là kẻ tấn công thiếu nữ trong bóng tối, xâm hại tình dục, giày vò nạn nhân hết lần này sang lần khác, cuối cùng dùng búa nền gãy xương cốt, gấp các cô ấy vào rương như một tác phẩm cá nhân, rồi vứt đến nơi xa. Là một gã đàn ông đầu óc chậm chạp lặng lẽ bao nhiêu năm, đứng trong tầng đáy xã hội, trốn trong căn nhà bốc mùi hôi thối, sống nương nhờ vào bố mẹ. Vương Minh hứa cắn chặt răng, Vừa định bổ nhào về phía chân hắn đã cảm nhận được cơn đau thấu xương sau lưng. Cô biết tình hình không ổn, khóe mắt bỗng rát khi nhìn thấy cánh tay rũ xuống của Phán giai. Cô quay đầu bò về phía cửa. Đặng Diệu vứt búa, hai tay tách mở tấm phản cô dùng để ẩn lấu, vô đến. Một bên mắt cá chân Vương Minh Hứa bị hắn ta tóm được, bàn tay đó hệt như gọng kìm sắp kẹp gãy chân cô. Vương Minh Hứa cắn răng, vặn người, tung cước đá vào phần đầu đặng Diệu xong lại động tới vết thương trên lưng. Hắn không tránh không né, chịu một cú đá của Vương Minh hứa không phải chuyện dễ dàng, vậy mà hắn như chẳng hề hấn, dứt khoát túng nốt một bên chân còn lại, kéo cô ra khỏi đáy bàn, vồ tới. Vương Minh hứa nghiêng người tránh thoát, hắn vô hụt. Nói thì chậm nhưng diễn ra nhanh, khuyết điểm của người cường tráng hung hãn như hắn chính là nặng nề, chậm chạp. Con dung xéo lắm cũng quàng, Vương Minh hứa lao nhanh tới, nhảy lên lưng hắn. Lúc này cô giống hệt như một chú khỉ, hai ba bước đã trèo lên, cưỡi trên cổ hắn, một bên dùng chân bịt chặt hơi thở hắn, một bên tung quyền đấm liên tục lên thái dương hắn. Đặng dịu lần này chịu thiệt, mặt đỏ bừng vì ngạt thở, khóe mắt bị cô đấm sưng vù, choáng váng ngã lăn trên đất. Hắn lăn lộn hết bên này sang bên khác, vương minh hứa suýt chút nữa cũng ngã theo nhưng vẫn bám chặt lấy hắn, tiếp tục tung mấy cú liên tiếp. Hắn không giải thoát, túng chặt hai chân cô, bắt đầu liều mạng vặn bẻ vương minh hứa đau đớn cả người run rẩy nhưng không chịu buông tay cô biết nếu cứ dằn coi như vậy tất sẽ lưỡng bại câu thương thắng hay không quyết định bởi sức bền cô phải chờ đợi dù chỉ là một tia cơ hội để đưa hắn vào chỗ chết một cây gậy sắt nặng nề bất chợt nện xuống người vương minh hứa tay chân cô mất hết sức lực đặng dịu phát giác liền ném cô ra đất như ném một miếng vải rách vương minh hứa choáng váng mất hết sức lực một thứ lạnh lẽo quàng lên cổ cô ra sức kéo cô về phía sau vương minh hứa giật thoát lập tức kéo lại nhưng đã không kịp nữa sợi dây thường siết chặt ngay chớp mắt cơn đau ngạt thở truyền ra khỏi cổ họng hai tay cô liều mạng túng về sau sông lại chẳng với được thứ gì rồi cô nhìn thấy một khuôn mặt ngược một khuôn mặt đầy vết chân chim già nuôi như dòng nước chết cô nhìn thấy tóc mai bạc trắng của lão thấy đôi mắt cá chết của người già gương mặt lão dường như vô cảm sợi dây thừng trên tay lão thì ngày càng siết chặt. Hóa ra chủ nhân giấu vân tay kia là người đó. Đến nước này, trong đầu vương minh hứa vẫn vụt lên ý nghĩ này. Hai cha con lẫn trốn trong tiệm bán thịt tầm thường tại góc sâu của thành phố náo nhiệt. Vợ bệnh nặng, con trai độc thân bị người ta coi thường. Bọn họ bắt những cô gái đơn độc, biến các cô ấy trở thành vật hiến tế cho cuộc đời họ. Vương Minh hứa đã chẳng còn sức, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Trong lúc choáng váng, cô thấy thân hình như tòa tháp sắt của đặng diệu dần tiến lại gần hắn vung búa về phía cô chỉ cần một chút chỉ cần một chút nữa thôi cô sẽ giống các cô ấy xương cốt gãy vụn rơi thẳng vào địa ngục điều kỳ lạ là thời khắc này vua minh hứa chẳng hề sợ hãi đầu cô vô cùng bình tĩnh cô biết bản thân đã không còn cơ hội sống sót chết thì có hề gì nhưng tầm mắt cô cuối cùng dừng trên cơ thể phán giai đang nằm chốn không xa cảm giác đau đớn cực đại như con giả thú khổng lồ sắp nuốt chửng cô xin lỗi xin lỗi phán giai chị chết cùng em chị chết cùng em còn có một khuôn mặt anh tuấn xuất hiện trước mắt cô khoảnh khắc này vô vàn hình ảnh ân phùng cùng lúc dồn về phía cô cậu nhóc ngây thơ chui ra từ trong túi ngủ tên nhóc uất ức ngồi trước cửa nhà cô cậu trai cô đọc ngồi trong phòng suy luận còn cả niềm vui mừng không xiết sau khi hôn cô cuối cùng là cô gối đầu trên tay anh, không chịu nhìn anh. Anh lặng lẽ ôm lấy cô từ phía sau, thực chất sớm đã ôm trọn cô trong ngực. Nước mắt vưu minh hứa tuôn rơi, lòng ngực đau như vỡ nát. Cô nghĩ, lần này hỏng rồi, hỏng thật rồi, nếu anh biết cô chết sẽ khóc thành bộ dạng gì đây. Vưu anh Tuấn không còn ai bầu bạn nữa. Thế nhưng em, em thực sự đã đặt nửa chân vào địa ngục rồi, không trèo ra được nữa, đến hơi thở cũng như đứt giữa cổ họng em đây cảm giác đau đớn kịch liệt cùng nghẹt thở khiến vương minh hứa càng thêm yếu ớt hai tay cô bám vào mặt đất hư vô xin lỗi ân phùng cô chỉ kịp nghĩ sau này anh không còn ai để bảo vệ nữa vương minh hứa cô vô dụng đến chiến hữu của bản thân cũng không cứu được chính mình cũng gục ngã chết thì chết chết tiệt anh nhất định phải sống cho tốt tương lai chỉ cần khôi phục ký ức có lẽ anh sẽ không vì em mà buồn nữa nhưng vì sao, vì sao em lại buồn như vậy, trái tim giống như bị người ta xé rách, từ nay chẳng thể an giấc ngàn thu. Chiếc búa trong tay đặng dịu vung xuống, vưu minh hướng nhắm mắt lại. Khi ân phùng kết thúc kiểm tra nói dối cho phù văn tú, bước ra khỏi phòng thẩm vấn, bầu trời bên ngoài vẫn là một mảng tối âm. Anh ngẩn ngơ nhìn lối đi trống vắng không một bóng người. Thông qua kiểm tra nói dối, xác nhận phù văn tú không phải người bọn họ cần tìm. Nhưng a à hứa đi đâu rồi? ân phùng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng khi làm việc anh lấy ra xem nhíu mày quay người xuống lầu về sau cũng không rõ vì sao anh bắt đầu chạy điên cuồng xe anh vẫn đổ trong đại viện cục cảnh sát trần phong đã đưa đến đây từ sớm sợ vương minh hứa không vui ân phùng trước nay chưa hề để người của mình vào cục cảnh sát anh một mình lái xe phóng về phía nhà họ đặng trên đường móc điện thoại tìm đến số của vương minh hứa do dự một khắc rồi lại đặt xuống chuyển sang gọi điện thoại cho hứa mộng sơn, yêu cầu trợ giúp khẩn cấp. Ân phùng xuống xe, chạy vào con ngõ dẫn vào nhà họ đặng, chợt nghe thấy tiếng thét thê lương truyền ra từ trong nhà họ. Thanh âm đã biến điệu, nhưng anh chắc chắn đó là giọng vương minh hứa. Ân phùng chỉ cảm thấy lòng ngực trung lên, mũi bắt đầu chua xót. anh xông thẳng vào cổng nhà họ đặng như phát điên, nhưng cánh cửa không chút xi si nhê. Anh lấy công cụ phá khóa ngày nào cũng mang trong người ra, tàn ác nhìn ổ khóa đó, bàn tay vững chắc vô cùng, hai ba bước đã phá bỏ xong, xông vào bên trong. Quan sát xung quanh, cửa ba gian nhà bên trong đều khép hờ, có tiếng vọng ra từ gian nhà dết mổ, ân phụng xông vọt vào đó như tên bắn. Vương Minh hứa nhìn chiếc búa nện xuống với tốc độ chóng mặt, nhắm mắt. Chiếc búa kéo theo làn gió vung vút, chính vào lúc này, một người nhào lên người cô. Cả người cô rung lên, mở mắt, không dám tin vào mắt mình. Trong bóng tối lờ mờ, cô thấy khuôn mặt căng cứng mà kiên cường của ân phụng xám ngoét. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, anh vẫn cười, nụ cười vừa ngốc vừa quá đổi chân thành. Sau đó chiếc búa nện xuống gáy anh. Cổ hồng vương minh hứa phát ra tiếng thép vụn vỡ, dương mắt nhìn anh gục ngã, dương mắt nhìn anh đỡ cú nện đó, nhìn anh nhắm mắt, gục trong lòng cô. Hai tay cô đang run rẩy, vô lực xong lại liều mạng ông chặt lấy anh. Nửa đường xuất hiện một trình giảo kim khiến cha con nhà họ đặng ngẩn người, sức tay của ông già họ đặng cũng buông lơi. Vưu Minh hứa lập tức thở hồng hộc hệt như con cá mắc cạn. Ông ta nhận ra, lại vội và thích chặt dây thừng, nhưng hai ngón tay cô đã bám chặt trên sợi dây, dù đã nắm đến trắng bệt cũng nhất quyết không chịu buông tay. Đặng Diệu đánh hụt, lại bắt đầu vung búa sông tới. Vưu Minh hứa trên lên một tiếng, một tay ông ân phùng, một tay giật dây thừng khỏi tay lão họ đặng, lăn trên đất. Chiếc búa của đặng Diệu nện xuống nền đất Vương Minh hứa mắt ẩn ật nước, trong lúc lăn tránh đòn chỉ nhìn liếc qua ân phùng. Mặt anh trắng bệt, như đang chìm vào giấc ngủ sâu không biết còn sống hay đã chết. Còn cô đã cảm nhận được chất lỏng dính nhớp trong lòng bàn tay. Không ai có thể giết ân phùng trước mặt cô. Cô nghĩ, hiện tại không thể. Tương lai cũng không thể. Cả đời này ai từng vì cô mà chết? Cô từng vì ai mà không tiếc mạng? Vương Minh hứa đột nhiên cười thành tiếng, buông ân phùng, đứng dậy. Bên cạnh tấm phản gãy là đủ loại dụng cụ bằng thép rơi thành đống. Cô cầm một cây gậy sắt lên, quay người. Cô đứng trong bóng tối, dáng vẻ ấy khiến cha con họ đặng đang dương nanh múa vuốt cũng phải ngẩn người. Sau đó cùng nhau xông tới. Nhưng khi Vương Minh hứa đã không còn cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào trên cơ thể, khi cô ông ý chí quyết chiến quyết thắng thì còn ai có thể cản nổi cô đây? Hai tên sát nhân hung tàn nào thể sao bì? khi cây búa của đặng diệu lại một lần nữa ập đến như lưu tinh vương minh hứa chỉ khẽ cúi người khéo léo tránh thoát lách người ra phía sau bọn họ vung gậy đập lên cái lưng còng của lão già lão ta thét lên một tiếng thê thảm thân thủ vương minh hướng nhanh như tia chớp vung tiếp một gậy nện xuống đầu gối lão ta lão già đứng không vững ngã gục đặng diệu thấy ông bố trọng thương gầm lên như giả thú rảo bước xông đến vung loạn cây búa trong tay tạo thành từng đợt gió vút ghê người chỉ thấy vương minh hứa lạnh lùng cùng cực, không ngừng tránh thoát. Thần sắc đó của cô càng khiến đặng diệu kinh hoàng, đánh liên tiếp mười mấy nhát đều hụt, lại càng thêm hung tợn. Lúc này, vương minh hứa chật khựng lại như bị trượt chân, mắt đặng diệu lạnh lẽo, vận toàn lực vung búa. Vương minh hứa cần chính là điều này, cơ thể cô bỗng ưỡng về sau, giống hệt như cây trúc mình đầy thương tích nhưng lại cực kỳ dẻo dai, chớp mắt đã vụt đến sau lưng đặng diệu, như cuồng phong bạo vũ, vung chuẩn từng nhát nện vào gáy, khuỷu tay, đầu gối và mắt cá chân của hắn ta. Đặng dịu hệt như một gã khổng lồ bị người ta bẻ xương, thét lên một tiếng rồi quỳ sụp trên đất, ngã gục. Vưu Minh hứa ném gậy sắt sang bên, lật hắn lại, cưỡi lên người hắn, nện quyền liên tục vào đầu hắn, đánh đến mức hắn bê bết máu, cuối cùng mất đi ý thức. Vương Minh hứa lão đảo đứng dậy, đi đến bên ân phùng. Anh vẫn đang hôn mê, nằm im bất động, sau gáy là một mảng máu. Vưu Minh hứa gục ngay cạnh anh, sau khi nhìn anh một chút bèn vương tay ông đầu anh kéo vào trong lòng Rồi cũng rơi vào hôn mê Khi trời tờ mờ sáng Lực lượng lớn cảnh sát vây kín ngôi nhà này Ai nấy đều thất hồn lạc phách khi thấy nữ cảnh sát Và cố vấn ông nhau cùng hôn mê Còn cả cha con họ đặng bị đánh đến trọng thương bên cạnh Vừa tỉnh lại đã bị đeo còng số 8 Thi thể phán giai được đưa ra khỏi tiểu viện Rất nhiều cảnh sát bật khóc trong đau đớn Cùng lúc đó, trong đủ các góc tối tăm của tiểu viện như trong tủ quần áo của mẹ Đặng Diệu, trong góc gian nhà dết mổ, dưới nền đất sân viện đều phát hiện vài bộ quần áo, trang sức, túi sách của con gái, cùng cho cốt của không chỉ một người. Hứa mộng sơn chạy đến cạnh chiếc cán phủ vải trắng, chỉ nhìn lướt qua đã ngây dại cả người. Qua một hồi, anh ấy quay người, loạn choạng đi về phía ngõ. Lúc này đã có không ít người kéo đến hóng chuyện, hứa mộng sơn lách qua đám đông, cũng không biết bản thân đi tới đâu, hoang mang nhìn ngó xung quanh, vần thái dương đang dần mọc. Anh ấy ngồi sụp xuống, ông mặt, khóc thất thanh. Nghề cảnh sát là như vậy sao? Đây chính là cuộc đời của một người cảnh sát hình sự sao? Có lẽ bây giờ là thời bình, chỉ có rất ít rất ít đồng đội bất hạnh hy sinh. Khi tôi hy sinh, xin đừng rơi lệ, đừng yếu đuối, đừng nhớ nhung. Bởi vì lòng tôi vẫn tồn tại mãi, như ánh ban mai kia vậy. Khi Vưu Minh hứa tỉnh lại, Đập vào mắt là trần nhà xám trắng cùng bình truyền dịch bên cạnh. Hứa mộng Sơn không có ở đây, người trong coi đang ngồi cuối giường là một đồng nghiệp khác. Vương Minh hứa dậy dù muốn ngồi dậy xong lại cảm nhận cơn đau kịch liệt sau lưng. Đồng nghiệp vội và bước đến nói, đừng động, còn đang cuốn băng đấy, anh ấy vui mừng, vội ấn chuông gọi y tá. Bác sĩ và y tá đến rất nhanh, Vương Minh hứa im lặng một lát, hỏi, phán dai. Một tia đau buồn vụt qua gương mặt người đồng nghiệp. Anh ấy hạ giọng nói, lễ an tán định vào ba ngày sau, người nhà cô ấy đã đến rồi. Vương Minh hứa trầm mặt, dùng tay che mắt, song dòng lệ vẫn tuôn rơi. Đồng nghiệp cũng lau nước mắt, giọng nói tắt nghẹn, sẽ được truy danh liệt sĩ, được ghi công, nói đoạn, đành tự cười khổ. Vương Minh hứa cũng nhếch khóe môi, giọng nói run, run run, được, được. Hai người cùng im lặng, bác sĩ và y tá cũng đã kiểm tra xong, dặn dò xong những điều cần chú ý vết thương trên người cô nhìn rất đáng sợ cổ họng thâm tím lưng cũng bầm một mảng lớn vết thương nhỏ nhiều không đến xuể song may thay đều không quá nghiêm trọng qua vài ngày là có thể xuất viện dưỡng thương vương minh hứa hỏi ân phùng đâu đồng nghiệp nói anh ấy ở phòng cách vách ngừng một lát lại nói còn chưa tỉnh vương minh hứa rút ống truyền dịch vịn tường khó khăn đi đến trước cửa phòng bệnh ân phùng y tá và đồng nghiệp theo sau đều hết cách làm thế nào cũng không cản được cô. Trần Phong ở trong phòng bệnh, mắt thâm quần, thần sắc cũng có chút tiêu tụy, thấy Vương Minh hứa thì vội đón, sao cô đã xuống giường rồi. Vết thương không nghiêm trọng chứ. Vương Minh hứa nhìn người trên giường, đầu anh cuốn một lớp băng dày, mặt trắng bệch như tờ giấy, nằm bất động tại đó. Anh ấy sao rồi, giọng Vương Minh hứa như bị xe cán qua vậy. Suýt chút nữa bị người ta siết chết, cái cổ họng này của cô ít cũng phải chục ngày nửa tháng mới khỏi được. Trần Phong ngừng một chút, nói, một tin tốt, một tin xấu. Tin tốt là sau khi bị đánh, cục máu tụ trong đầu thầy có dấu hiệu tan, cũng tức là tương lai thầy ấy có khả năng khôi phục ký ức và tâm tính. Tin xấu là chưa biết chừng tình hình sẽ chuyển biến xấu bởi dù sao cũng là não bộ, chẳng ai nói chắc được. Cũng có khả năng xuất huyết não hoặc tâm trí càng tổn thương nghiêm trọng. Vưu Minh hứa im lặng một hồi, cười khổ, tâm trí càng tổn thương nghiêm trọng, là biến thành hai, ba tuổi sao còn trẻ con hơn cả hiện tại trần phong thở dài có lẽ sẽ không cô vưu thực ra tôi rất cảm ơn cô khoảng thời gian này thầy ân theo cô cô không phát hiện ra dù thầy không nhớ lại chuyện cũ song tâm trí đang dần trưởng thành đó sao là cô đã cho thầy động lực và khích lệ hiện giờ thầy lại gặp nạn lần nữa tôi khẩn cầu cô tiếp tục chăm sóc thầy ấy xin cô đó vưu minh hứa nói không cần anh nói anh ấy vì tôi nên mới bị thương trần phong mỉm cười tôi nghĩ là thầy cam tâm tình nguyện bác sĩ nói hai ngày này có lẽ thầy sẽ tỉnh tôi ở phòng cách vách có việc gì cô cứ gọi tôi vương minh hứa gật đầu trần phong ra khỏi phòng còn dẫn cả y tá ra đóng cửa lại vương minh hứa tập tỉnh bước tới ngồi xuống bên giường nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh chỉ cảm thấy anh lại gầy thêm một chút mất rồi cô vương tay vuốt ve mặt anh mắt anh chậm rãi quyến luyến giữa sống mũi và bờ môi anh. Sau đó cô lại nhớ đến phán giai, còn cả hứa mộng sơn. Tỉnh lại sau hôn mê, não bộ vẫn nằm trình trịch, song trái tim như bị một tảng đá đè nặng, ghim trong máu thịt. Nỗi đau đó không sắc bén, mà là từng đợt từng đợt, từ từ, chậm rãi gia tăng mức độ. Hình ảnh phán giai nằm trong gian nhà vết mổ lại vụt lên trong đầu cô, nước mắt cô lăn dài trên má. Cô cảm nhận thấy nỗi đau trước nay chưa từng có. Cô cũng biết, về sau dù nỗi đau có vơi đi cũng sẽ theo cô cả một đời, vĩnh viễn nằm trong trái tim cô. Cô nghẹn ngào nhìn Ân Phùng, nỗi đau đó khiến cô mù quáng muốn làm điều gì, muốn tìm kiếm điều gì đó. Cô mơ hồ nhận ra, thứ cô cần tìm, chỉ có anh mới có thể mang lại cho cô. Cho nên cô cúi đầu, hôn anh trong hoang mang, mặc kệ anh vẫn còn đang hôn mê. Đôi môi anh lạnh ngắt, không có lấy một chút ấm áp khiến trái tim Vương Minh hứa càng thêm lạnh. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh ân phùng ngốc đến mức không thể ngốc hơn, nhào đến đỡ cú đập thay cô trong gian nhà giết mổ đó. Anh không cần mạng nữa hay sao? Cô đã mất đi phán dai rồi, tuyệt đối không thể. Cơ thể anh chợt rung lên, môi hé mở. Trái tim vương minh hứa cũng theo đó mà run rẩy sau đó liền cảm thấy lưỡi anh vương tới. Cô mở bừng mắt, quả nhiên thấy đôi mắt đen long lanh đó đang tròng mắt nhìn mình. Vương minh hứa vừa vui vừa buồn, khó lòng kiềm chế. Cô một lần nữa vươn tay che khuất đôi mắt trong vắt đó như lần đầu hôn anh. Sau đó hôn càng thêm mãnh liệt, điên cuồng. Lúc này anh cũng phản ứng lại, ông chặt eo cô, để cơ thể hai người kề sát. Nụ cười dần hiện trên khóe môi anh. Mãi đến khi Vương Minh hứa hít một ngụm khí lạnh, không chịu nổi cơn đau trên lưng nữa, ân phụng mới vội vã buông cô ra. Vương Minh hứa đỡ eo, từ từ ngồi thẳng dậy, chỉ có điều vẫn không rời mắt khỏi anh. Anh bị thương ở đâu? cơ thể không vấn đề gì bèn chống giường ngồi dậy đôi mắt xoay chuyển liên tục hỏi đây là phần thưởng vì tôi chạy đến nhà họ đặng giúp cô sao vương minh hứa lúc này chẳng muốn suy nghĩ điều gì chỉ nhìn thẳng vào mắt anh đáp không phải anh kéo một tay cô đến nắm chặt vậy thì là gì vương minh hứa đáp sau này sẽ không còn phần thưởng nữa anh ngẩng phát đầu lên nhìn cô cả người cứng đờ vì sao vì sao chứ vì em thoát khỏi quỷ môn quan Vì em đã mất đi chiến hữu thân thiết nhất Vì em hiểu ra Không thể mất đi anh Vưu Minh hứa nhìn anh ửng hồng khóe mắt Đáp Vưu Anh Tuấn Sau này em là của anh Còn phần thưởng gì nữa chứ Anh muốn hôn thì hôn Muốn làm gì Em sẽ đều làm cùng anh Ân Phùng sững sờ nhìn cô một lúc lâu rồi ông chầm lấy cô Vưu Minh hứa bật cười Rất ngọt ngào Cũng rất đáng chát song cũng cảm nhận được sóng lòng trước nay chưa từng có, cô biết bản thân đã kiềm chế quá nhiều với anh. Nhưng anh lại như một đứa trẻ con đạt được thứ trong mộng đã lâu, im lặng ông chặt lấy cô. Vương Minh hứa trên lên vì đau, anh mới vội buông tay, em không sao chứ. Không sao, vết thương vặt thôi. Anh yêu thích không nở rời tay xong cũng không biết nên làm thế nào, không biết nên ông chặt hay nên nắm chặt tay cô, bèn cúi đầu, kề lên trán cô, của anh. Thực là của anh. A à hứa, em, em là cảnh sát, nói lời phải giữ lời đấy. Không được hối hận đâu đấy nhé. Từ vưu minh hứa khang giọng, lời của cảnh sát, một lời nói ra chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối không hối hận. Miệng anh hoàn toàn không khép lại được nữa, dè dặt ông eo cô. Trái tim vưu minh hứa đập từng nhịp lặng lẽ mà vang vọng. Những lần ý loạn tình mê khi trước của hai người đều là nữ trên nam dưới, cô ép trên anh. Lúc này, một tay anh chống trên giường, một tay khác ông cô, dù mặc quần áo bệnh nhân cũng rất cao lớn, cô ngược lại trở thành cô gái bé nhỏ trong lòng anh. Anh cúi đầu nhìn cô, làng môi như có như không chạm vào trán cô, hỏi, sao hôm nay em lại đột nhiên, đột nhiên chịu vậy? Anh thực sự vui chết mất, à hứa em không biết anh vui đến nhường nào đâu. Vương Minh hứa nghe mà lòng chua xót, vuốt ve mặt anh, đáp, đồ ngốc, anh cứu mạng em, về sau cái mạng này chính là của anh. Trước đây luôn là anh đuổi theo em, sau này không cần đuổi nữa. Em đợi anh. Anh trầm mặt một hồi, lầu bầu, hóa ra là vì báo ân, rồi đột ngột hôn lấy hôn để lên mặt cô, giọng trầm xuống, chẳng cần biết là vì sao, dù gì cũng là của anh rồi, không được hối hận. Đều phải giữ lời hết. Anh đã nói hai lần không được hối hận rồi, lòng vưu minh hứa đắng chát, thầm nghĩ, anh rốt cuộc sợ hãi bị cô vứt bỏ bao nhiêu mới như vậy. Cô muốn vỗ đầu anh, nhưng cái đầu cuốn kín băng đó lại khiến cô chẳng thể xuống tay cho được. Cô bèn nâng cầm anh, nói, không phải báo ân. Không phải vì điều đó. Anh ngước nhìn cô, vậy là gì điều gì? Vưu Minh hứa đột nhiên chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, không đáp mà hỏi vặn lại, anh thì sao? Vì sao cứ muốn em là của anh? Vì sao ư? Dù đầu ân phùng vẫn hơi đau, nhưng nhìn người trước mặt, não bộ anh lại hiện lên cảnh tượng lần gặp đầu tiên ở Tây Tạng, anh ngơ ngác bò ra khỏi túi ngủ, đập vào mắt anh là đôi mắt ôn hòa, thuần khiết, anh làm tổ ở lối đi, cô đen mặt bước ra khỏi nhà, để anh bước vào cuộc sống của cô, trước mắt là bóng đêm, anh chỉ cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của cô, nụ hôn của cô phủ xuống, bao trùm mọi thứ của anh. Còn cả cảnh tưởng cô và cộng sự ngồi hút thuốc trong hàng lang, khóc không ra nước mắt. Còn anh chỉ có thể đứng nhìn cô qua lớp cửa thủy tinh. Bắt đầu từ khi nào, một người vốn thấp thỏm lo sợ trước thế giới này như anh lại chẳng sợ gì nữa cả chết cũng không sợ chỉ vì đã có cô câu nói đó bất chợt nảy ra trong đầu anh mắt anh bỗng rác nói à hứa vì anh yêu em anh vô cùng yêu em vương minh hứa bất động nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh hôm nay cô quyết ý giao bản thân cho anh cũng đã chuẩn bị sẵn cho việc sau này có lẽ sẽ thịt nát xương tan không còn đường lui vậy mà anh lại nói ra câu này Cô biết, anh thực sự đã hiểu thế nào là yêu. Mũi cô chua xót, dòng nước mắt vốn được đè nén, bị phớt lờ lại trào dân vì câu nói của anh. Cô bỗng cảm thấy, anh giống một đứa trẻ, song cô cũng vậy. Thế giới này chỉ còn anh và cô ở bên nhau. Từ nay cô sẽ luôn khắc ghi vào tâm khảm cảm giác cuốn quýt bên nhau này. Cô nói, ồ, thật hả? Ân phùng gật đầu, không phải thích, không phải dựa dẫm, không phải điều gì khác. Đổi thành người khác không được Bất kỳ ai khác trên thế giới này đều không được Anh chỉ yêu em Sùng bái em Nguyện chết vì em Chỉ cần em yêu anh Chỉ cần em cũng yêu anh Nước mắt Vương Minh hứa tuôn rơi Cô lau sạch Vương tay ông anh Vùi đầu trên vai anh Ân phùng yêu thích không cùng Cũng đau lòng vô kể Hai người cứ dựa dẫm và ôm nhau như vậy Một lúc sau cô mới lên tiếng Vương Anh Tuấn sau này, chúng ta hãy từ từ sống tốt mỗi ngày. Em chỉ có anh thôi. Buổi sáng sớm nồng đậm hơi thở mùa thu, rất nhiều cảnh sát mặc cảnh phục, đội mũ ngay ngắn chỉnh tề đến nhà tang lễ. Vu Minh Hứa cũng đã đến nơi. Vì bị thương nên cô không thể đi nhanh, song tắm lưng thẳng tắp, đứng cùng một chỗ với những cảnh sát khác. Ân Phùng đứng cạnh cô, anh mặc bộ Âu phục màu đen thẳng thớm, giống hệt một người đàn ông chính chắn, trưởng thành. Thời gian đã tới cục trưởng cục cảnh sát tỉnh và đinh hùng vĩ cũng đã có mặt đứng cùng thị trưởng thành phố hoài hóa cùng các lãnh đạo khác mặt mày ai nấy đều vô cùng nghiêm trang vương minh hứa nhìn thấy đôi mắt thường ngày nghiêm khắc của đinh hùng vĩ cũng đã đỏ lên cô chẳng thể miêu tả được tâm trạng bản thân lúc này lễ đưa tang cúi chào lần một lần hai lần ba Mặt niệm có mặt tại đây hầu hết đều là những người đàn ông cao lớn tiếng sụt sịt đè nén vọng ra trong đám đông vương minh hứa cúi đầu nhìn mũi chân nước mắt chảy thành dòng gần như không thể ngẩng đầu nhìn bức di ảnh phía trước một lát sau ân phùng đỏ mắt vương tay ông cô cô vùi mặt vào ngực anh vậy nên mọi tiếng khóc đều được lòng ngực anh chặn lại hứa mộng sơn không giống vương minh hứa anh ấy không trốn ở mấy hàng cuối cùng mà đứng hàng đầu tiên ngay sau gia quyến cả người anh ấy giống như một ngọn núi băng trầm lặng không khóc thành tiếng chỉ luôn đứng tại nơi đó cùng bố mẹ phán giai rất nhiều những thay đổi quan trọng trong cuộc đời mang lại sự trưởng thành như thay da đổi thịt, từ đó chúng ta càng trở nên trầm mặc, cũng càng thêm kiên định. Những điều này đều chỉ đến trong một đêm. Chỉ là có lúc, cái giá phải trả quá mức nặng nề, đến mức khiến chúng ta từ nay đau đớn tột cùng. Sau khi đưa tiễn cho cốt của phán giai và bố mẹ cô ấy lên xe, toàn bộ cảnh sát mới quay về vị trí làm việc. Vụ án cha con đặng diệu vẫn còn một loạt những công việc cần phải giải quyết cũng không bắt được trần chiêu từ dù có đau thương hơn nữa bọn họ cũng không được phép dừng lại quá lâu mà chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước vết thương của vương minh hứa chưa lành đinh hùng vĩ lệnh cho cô nghỉ ngơi hai ngày nhưng cô không muốn tiếp tục ở trong bệnh viện nên dứt khoát về khu nhà khách dưỡng thương ngày nào cũng xem khẩu cung và các tư liệu mới được bổ sung hôm nay từ nhà tang lễ quay về nhà khách vương minh hứa quả thực vô cùng mệt mỏi vết thương sau lưng nhói đau vừa vào phòng là cô đã nằm vật ra giường ân phùng không rời cô nửa bước băng trên đầu anh đã được gỡ ra chỉ còn để lại miếng băng gạt nhỏ anh không còn vết thương nào khác nên gần như đã khôi phục bình thường chuyện hai người đến với nhau ân phùng báo cho trần phong đầu tiên trần phong vô cùng bất ngờ song cũng vui thay cho bọn họ lúc này trần phong tất nhiên sẽ không theo vào nhanh chóng quay trở lại phòng mình ân phùng đi tới bên giường nhìn vương minh hứa nằm trên đó mũ cảnh sát đã được bỏ xuống nhưng cảnh phục thì chưa cởi mặt cô hơi tái trong nét nghiêm trang lộ chút yếu mềm anh nhìn mà lòng vừa yêu vừa đau anh chống hai tay bên người cô không biết vì sao từ khi hai người ở bên nhau anh đặc biệt yêu thích đủ mọi tư thế bao vây cô lại như thế này cất tiếng hỏi em mệt chưa vương minh hứa gật đầu muốn ngủ không cô lại gật đầu vậy anh giúp em cởi đồ cô của lúc này ngoan ngoãn như một đứa trẻ cô hơi nhấc người anh kéo tay áo giúp cô cởi áo khoác bên trong là áo sơ mi cảnh sát dáng người cô mảnh mai song nơi đó lại tròn đầy căng mọng ân phụng không kìm được liếc thêm một chút vương minh hứa tinh mắt nhìn đâu đấy ân phụng dứt khoát cúi đầu hôn nơi đó qua lớp áo mỏng nhìn đồ của anh vương minh hứa rung lên nằm nghiêng người quay lưng về phía anh ân phụng đắp chăn cho cô không nỡ rời đi bèn cởi luôn áo vét chui vào trong chăn cô cuối cùng cũng không ghét bỏ anh rồi anh luồn tay xuống dưới đầu cô ôm lấy cô hạnh phúc muốn chết một lúc sau anh vương đầu tới cô nghiêng đầu không để anh nhìn anh vương tay sờ phát hiện trên mặt cô đều là nước mắt ân phùng im lặng một lát áp mặt lên mặt cô khẽ hỏi vẫn khó chịu thực ra kể từ sau khi rời khỏi nhà tang lễ đầu óc vương minh hứa đều là một mảng trống rỗng Cô thậm chí còn cố gắng khiến bản thân không nhớ đến phán giai. Nhưng chẳng được bao lâu, khuôn mặt tươi cười của người từng là chiến hữu của cô lại hiện lên trong não bộ, thế rồi nước mặt cứ chảy không ngừng. Nước mắt suốt hơn 10 năm qua của cô có lẽ đều đã chảy sạch vào hai ngày nay mất rồi. Chắc thế, cô quể oải đáp. À hứa, đừng nghĩ nữa. Đau thương quá độ sẽ chỉ làm hại đến bản thân. Em phải hướng về phía trước ngay lập tức, vụ án này còn chưa kết thúc, Tân Phùng nói. Giọng Vương Minh hứa tắt nghẹn, em hiểu. Buổi sáng ra khỏi phòng, Vương Minh hứa không mở rèm cửa, lúc này cũng không bật đèn, căn phòng tối mờ giống buổi đêm yên tĩnh mà ấm áp. Ân phùng dường như nói vô cùng thành khẩn, chúng ta thân mật một lát, có thể phân tán sự chú ý của em thì sẽ không còn khó chịu như vậy nữa. Vương Minh hứa cuối cùng cũng bật cười, còn chưa gật đầu chấp thuận, anh đã lật mình phủ lên người cô, bắt đầu hôn. Tên này, gan càng ngày càng lớn vương minh hứa lười nhát nghĩ nhưng anh nói chẳng sai sau nỗi đau thương cực độ con người thường trong trạng thái mông lung nếu lúc này được một người vỗ về với toàn bộ lòng ái mộ tiếc thương thành khẩn từ từ kéo bạn ra khỏi đau thương cơ thể bạn sẽ dần cảm nhận được độ ấm cũng cảm nhận được sự run rẩy anh chân thành như một đứa trẻ song cùng kiên định như một người đàn ông trưởng thành trên con đường trải đầy máu tanh đầy gai góc này bên cạnh cô thường là bóng tối còn cô và các chiến hữu giống như những bức tượng đá lẳng lặng đứng canh nơi đó chưa biết chừng sẽ có một ngày sụp đổ thực chất cô đã sớm hiểu ra chỉ là không chịu chấp nhận anh là ánh trăng sáng duy nhất của cô ánh trăng sạch sẽ trong vắt trân thành mãi mãi đuổi theo cô cô lưu luyến ánh trăng này chỉ có được anh chiếu sáng được anh vỗ về được anh nâng niu trong lòng bàn tay trái tim cô mới không tê dại linh hồn cô mới không lạnh lẽo đớn đau cô lúc này mới giống một người sống chứ không phải chết đi cùng người chiến hữu thân yêu toàn bộ sự chú ý của vương minh hứa đều bị anh chiếm giữ cả người cô nóng bừng cảm giác không thể kháng cự anh từng mang đến lại một lần nữa nhấn chìm cô hai tay cô được anh nắm chặt mới thất thần một chút tốc độ tiến triển của anh đã cực nhanh hơn nửa cúc áo sơ mi của cô đều đã được anh cởi bỏ đầu anh đã vùi trong đó rồi mắt cá chân vương minh hứa cũng phát run nhéo tai lôi anh lên hai người bốn mắt nhìn nhau mấy giây. Giọng anh trầm khang lạ thường, à hứa, anh hiện tại có thể làm em chưa? Vương Minh hứa nhìn thẳng vào mắt anh. Giờ phút này cô chỉ muốn buông thả bản thân, chỉ muốn quên đi tất cả, nguyện sống chết cùng anh. Tay cô buông tha cho tay anh, rơi xuống giường, giọng nói còn thấp hơn cả anh, làm, làm. Nói xong lời này, Vương Minh hứa lại thấy nét ngượng ngùng trong đôi mắt đen lấy đó của anh. Lúc này, đôi mắt ấy không còn là đôi mắt của chàng thiếu niên nữa mà là đôi mắt tràn ngập ý cười cùng dục vọng của một người đàn ông anh khẽ nói lưng a à hứa bị thương cứ nằm im đừng động vương minh hứa cười nhẹ nói không đáng ngại tay anh đã trượt xuống khiến toàn thân cô run rẩy cô hoàn toàn không ngờ đến lần đầu giao đấu bản thân lại phải chịu cảnh yếu thế thầm nghĩ lần đầu bản thân ông vết thương lâm trận chỉ có thể bị đè ép thật hời cho anh quá Ân Phùng khẽ nói, à hứa, anh rất lợi hại đấy, em làm tốt công tác chuẩn bị đi. Anh nhịn rất lâu rồi. Hôm nay không làm em đến chết đi sống lại, anh sẽ không xuống đâu. Vưu Minh hứa. Nếu là người đàn ông khác nói ra những lời này, cô sẽ cho rằng anh ta chỉ đang tự tân bốc bản thân hoặc là cố ý nói lời hạ lưu. Nhưng anh không phải vậy, anh đang vô cùng nghiêm túc. Vưu Minh hứa cố gắng khắc chế nỗi ngượng ngùng, lạnh giọng, anh đương nhiên lợi hại dân chơi rồi mà ân phùng biết mình lỡ lời vội nói không phải quá khứ chẳng liên quan gì đến anh anh chỉ là cảm thấy bản thân chắc sẽ rất lợi hại thôi vương minh hứa sao anh biết ân phùng cúi đầu nhìn nơi nào đó vương minh hứa cũng nhìn theo tầm mắt của anh cuối cùng không nhìn được phì cười anh cũng cười chỉ thấy kể từ sau khi tỉnh lại ở tây tạng đến nay anh chưa khi nào vui vẻ như lúc này nhịp điệu của anh khiến vương minh hứa gần như phát điên phản ứng của ân phùng lúc trên giường hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của vương minh hứa song cũng hợp tình hợp lý hoặc giả khoảng thời gian này qua đi anh sớm đã không còn là người con trai bị cô bắt nạt trên xe kia nữa anh thực sự rất dũng mãnh tràn đầy sức mạnh con ngươi thâm trầm thay đổi đủ mọi tư thế dày vào cô hoàn toàn không cần vương minh hứa phải nhọc lòng thậm chí có lúc cô bị anh làm quá mức không vui muốn đẩy anh ra cánh tay cũng sẽ đột ngột bị anh ghi chặt, ép trở về giường. Vương Minh hứa trong mắt, anh tạo phản rồi. Chẳng phải đã sớm nói anh muốn phản em từ lâu rồi à, động tác vẫn không ngừng lại. Có lẽ vì đã kìm nén quá lâu, hoặc cũng có lẽ do tính cách anh quá mức cố chấp nên hừng hực khí thế, khi chuẩn bị làm chính sự, Vưu Minh hứa liên tục thở dốc, cảm giác như đã mất đi nửa cái mạng. Tay trang và áo sơ mi trên người anh đã biến mất từ bao giờ, ông chặt cô trong chăn, nói, ta à hứa, anh vào bên trong em đây. Vưu Minh hứa run rẩy, nghịch ngợm thốt ra một câu, biết không phải tè dầm rồi hả? Anh nhìn cô chầm chầm, nói, ngay, em nói không cho anh làm em, anh đã tra tư liệu, hiểu hết rồi. Vưu Minh hứa chớp mắt, làm như ngu ngơ ngoảnh đầu sang hướng khác. Anh từ từ bắt đầu hành động, nhịp hô hấp Vưu Minh hứa chững lại, sau đó thở dài một tiếng, bắt đầu không khống chế được thanh âm trong cổ họng nhưng vào lúc này hóa ra anh lại im thinh thít chỉ là động tác càng ngày càng mãnh liệt vưu minh hứa mắng một câu anh định chơi chết em đấy à ân phùng chớp mắt giọt mồ hôi men theo khuôn mặt sắc nét rơi xuống cơ thể cô anh phủ người lên cô trán tỳ lên trán cô khàn giọng nói à hứa đây là trừng phạt em bắt nạt anh vì anh ngốc cố thiên thành cũng bắt nạt anh mỗi lần nhớ lại anh chỉ hận không thể tận tay giết chết anh ta sau này em là của anh rồi, ai cũng không được phép động vào em, ngoại trừ anh. Lời nói ngốc nghếch mà cố chấp ấy khiến Vương Minh hứa rung động, cô vuốt ve mặt anh nói, "Ân Phùng, sau này anh cũng là của em. Không cần biết sau này có khôi phục ký ức hay không, nếu anh còn liếc nhìn người phụ nữ nào khác, em đánh gãy chân anh, nếu dám động vào phụ nữ dù chỉ một chút thôi, em thiến chết anh." Ân Phùng bật cười, "Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề." "À hứa" gọi anh là anh Tuấn. Vương Minh hứa im lặng một hồi, phi cười vào thời khắc, tình thâm nghĩa trọng, củi khô bén lửa như hiện tại, được, anh Tuấn, Vưu anh Tuấn. Anh cũng cười, áp mặt lên mặt cô, hai người kề sát nhau không một khe hở, cõi lòng cuồn cuộn khó mà bình yên. Vì Vương Minh hứa bị thương, ân phùng không dám quá phóng túng. Sau hai lần giày vào liền ông lấy cô, trò chuyện sến súa cùng cô. Cứ như vậy cũng đến buổi trưa, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Dù sao anh cũng là người mất sức nên rất nhanh đã truyền đến tiếng hít thở đều đặn. Vưu Minh hứa bị anh dậy vò đến toàn thân nhức mỏi nhưng lại mất ngủ. Cô nhìn căn phòng mờ tối, một lúc sau ngoảnh đầu nhìn anh. Vưu Minh hứa nghĩ vẫn vơ, cảm thấy anh hiện tại giống như một người đàn ông giao hòa giữa Vưu Anh Tuấn và ân phùng vậy. Vẫn thích nằm úp sấp, nhưng cánh tay nhất quyết nhét dưới đầu làm gối cho cô, một cánh tay khác ôm chặt eo cô lúc ngủ khuôn mặt anh không có nét ngây thơ vui vẻ mà giống như một cậu thanh niên anh tuấn ngón tay vương minh hứa khẽ khàng phát họa theo ngũ quan của anh một mặt là yêu thích không thể kìm nén hai người cùng lưỡng tình tương duyệt một mặt khác vẫn không kìm được nỗi bất an với những lời nói của anh cuối cùng cô áp mặt mình lên mặt anh cùng mình trong vòng tay của người đàn ông này chìm vào giấc ngủ khi ân phùng tỉnh lại bầu trời đã là bóng tối anh vừa mở mắt đã nhìn thấy cô cô lúc này không giống bình thường ăn to nói lớn mà cuộn tròn lại mái tóc phủ hết lên cánh tay anh ân phùng ngắm nhìn cô một lúc liền cảm nhận được cõi lòng mềm nhũng chẳng thể khống chế bèn vương tay ông cô càng chặt sau đó một mình nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ cười ngẩn ngơ sao cô lại tốt như vậy chứ lòng anh chua xót ngẫm nghĩ vậy đấy dù hiện tại đầu anh vẫn hỏng mất một nửa cô vẫn bằng lòng ở bên cạnh anh anh không còn cô đơn nữa thực sự cực kỳ cực kỳ thỏa mãn anh phải đối xử tốt với cô thương cô bầu bạn cùng cô bảo vệ cô suốt cả cuộc đời chuyện gì cũng xông pha vì cô cho dù tương lai hồi phục tâm trí và ký ức trái tim anh tuyệt đối sẽ không thay đổi cũng không cho phép cô thay lòng anh và a hứa phải bên nhau từng ngày từng tháng từng năm một đời một kiếp qua mấy ngày vưu minh hứa quay trở lại tổ chuyên án ân phùng tất nhiên cũng đi theo Gần đây tổ chuyên án bận rộn rất nhiều công việc, vừa kết án, thẩm vấn cha con đặng diệu, vừa xác định thân phận cho các nạn nhân, xác nhận sự thực phạm tội, đưa hung thủ ra trước pháp luật. Trong sân viện nhà họ đặng không chỉ đào được hài cốt của một người khiến cảnh sát rợn tóc gáy. Theo lời khai của cha con đặng diệu, hơn một năm qua, ngoài trừ nạn nhân đầu tiên là Triệu Phi Nhi, đặng diệu còn bắt ba cô gái khác trong đêm. Từ nhỏ đặng diệu đã không phải một đứa trẻ thông minh. Trong ký ức của hắn, nhà chính là máu và thịt không đếm xuể, tay vùng dao chém, nửa đêm vẫn còn nghe được tiếng mài dao. Hắn không thích vị máu tanh ngập tràn khắp mọi nơi đó nhưng từ rất nhỏ đã phải giúp bố mẹ chuyển đồ, lau rửa, chặt xương chặt thịt. Nếu chỉ hơi tỏ vẻ kháng cự là sẽ bị ăn một trận đòn no nê. Những đứa trẻ khác đều không thích chơi chung với hắn, chê hắn bẩn, chê hắn hôi. Ban đầu, hắn chỉ lặng lẽ đứng một bên nhìn bọn chúng chơi đùa. Về sau, hắn cao lớn cường tráng hơn bất cứ ai sức lực cũng lớn còn ai dám trêu chọc hắn trực tiếp tung nắm đấm sau này càng không còn ai thèm để ý đến hắn tính cách của mẹ cộc càng không đánh thì sẽ làm mắng hai cha con hắn hồi nhỏ đằng dịu làm sai thường sẽ bị mẹ phạt bắt hắn trần truồng đứng dưới hiên nhà hít gió lạnh nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống mẹ khi đó vẫn chưa bại liệt có những khi đi đến nhìn thấy hắn sẽ chửi những câu thô tục chế nhạo chỗ đó của hắn Đặng Diệu ngơ ngơ ngác ngác lắng nghe, không cảm nhận rõ nét sự tủi nhục hoặc tâm trạng nào khác. Chỉ là từ lúc đó trở đi, không biết là vì sao, luôn có một nỗi âu lo trùng giấu trong lòng hắn. Bố hắn bị mắng chửi suốt nửa đời người, còn Đặng Diệu bị mắng chửi hơn 20 năm. Bố mẹ thỉnh thoảng vẫn sẽ sinh hoạt vợ chồng, sân viện lớn như vậy, bọn họ cũng chẳng có ý tránh người, làm loạn tại đủ mọi ngóc ngách trong nhà có những khi đặng diệu vừa chặt thịt của con lợn to hơn cả hắn trong gian nhà giết mổ vừa nghe động tĩnh của bố mẹ trong nhà hắn không còn nhớ là mấy tuổi song từ rất rất nhỏ cơ thể hắn đã có phản ứng với loại chuyện đó cảm giác ấy rất hỗn loạn rất bẩn khiến trẻ con có chút sợ hãi nhưng lại ông ấp ý muốn mạo hiểm bố hắn chính là tội phạm tình dục mà cảnh sát nói khi đặng diệu mười mấy tuổi đã từng bắt gặp bố hắn trốn sau nhà vệ sinh công cộng nhìn trộm người khác làm tình thậm chí còn cởi cả quần làm chuyện mà bất cứ người đàn ông nào cũng biết làm kia có một lần bố hắn nhìn thấy hắn bèn mặc quần lại rồi tung cho hắn một cú tát khi đó đặng diệu đã cao hơn bố cũng không biết ngày đó làm sao hoặc giả trốn một bên xem đến kích động hắn đã vung trả bố một bạt tai đánh ông ta ngã lăn ra đất đó là lần đầu tiên đặng diệu nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt bố hắn không biết vì sao đặng diệu chợt cảm thấy một loại tự do Trước nay chưa từng có cảm giác nào sảng khoái như vậy Hắn hỏi Bố, ban nãy xem hay không Về sau Hắn làm chuyện hệt như bố hắn Có những khi bắt gặp Hắn không trốn không tránh Hai cha con cùng phủ phục trên tường Cùng nhìn một người con gái xa lạ Độ tuổi đặng dịu ngày một tăng Vào một ngày đông Mẹ hắn bất ngờ trúng gió Bác sĩ nói là do ăn quá nhiều đồ dầu mỡ Béo phì quá mức lại không luyện tập thể dục thể thao Chớp mắt đã gục ngã điều kỳ lạ là bố hắn hiện tại phải nhìn sắc mặt hắn để làm việc đặng diệu lại hoàn toàn không dám làm trái ý mẹ cho dù bà ta có liệt nửa người đi chăng nữa bà ta muốn ăn thịt đặng diệu liền đi cắt bà ta muốn đánh mắng đặng diệu liền phục trên đầu giường để mặc cho bà ta đánh mắng bao nhiêu năm qua trong lòng đặng diệu mẹ là kẻ thống trị là kẻ ngược đãi trong nhà người duy nhất hắn không thể chống lại chính là bà ta thế nhưng đặng diệu 30 tuổi cũng chưa hề có phụ nữ không ai coi trọng hắn, gia cảnh không có một chút hấp dẫn nào, vẻ ngoài lại xấu, lúc nào cũng đờ đẫn như tòa thép ở nơi đó, nhìn có chút quái đảng và đáng sợ. Trong nhà còn có một bà mẹ tính cách tráo trở nằm liệt trên giường. Chẳng có người phụ nữ nào lại tự nguyện đâm đầu vào bể lửa. Cũng không phải chưa từng nhờ người mai mối. Đặng Diệu cũng từng đi xem mặt, nhưng cô gái đó chẳng ra sao, quá béo, mắt nhỏ, miệng lớn. Đặng Diệu thầm nghĩ nếu sau này có phải sinh hoạt vợ chồng chắc hắn sẽ phải nhắm tịt mắt chẳng dám nhìn. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở bước xem mặt mà thôi. Người ta còn chẳng có ý định muốn thử với hắn nữa kia. Đặng Diệu chờ đợi hết năm này sang năm khác, phục trên tường nhà vệ sinh công cộng nhìn vô số người, đứng trước cửa quán thịt lợn bẩn thỉu nhìn vô số phụ nữ đi qua mà không thèm liếc nhìn hắn lấy một lần. Hắn làm việc ngày càng nặng tay, đầu cuối ngày càng thấp hắn không nhớ bản thân đã bao lâu rồi không nở nụ cười. Cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào, nhìn thấy những cô gái mảnh mai, trắng bóc, eo thòn đến mức chỉ cần hắn hơi vặn nhẹ một cái là đứt gãy kia, lòng hắn liền trào dân nổi oán hận. Hắn tưởng tượng trong đầu trăm ngàn lần cảnh tượng hắn dậy vào bọn họ, khiến bọn họ thét gào, khiến bọn họ quy phục, khiến bọn họ quỳ xuống liếm hắn, cung phụng hắn như chúa tể. Ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Mấy lần liền, khi hắn nhìn thấy những cô gái đi đêm một mình, suýt chút nữa đã ra tay. Bạn tưởng rằng linh hồn tôi sinh ra đã lương thiện như bạn, tưởng rằng tôi phải trải qua dày vò đau khổ, thậm chí gặp phải bất công, linh hồn vỡ nát mới có thể trở thành kẻ mang tội sao? Không, từ giây phút tôi được sinh ra, linh hồn tôi lặng thinh trong những ngày dài đằng đẵng, trong cuộc sống tê dại và vô vị. Tôi đã có tội rồi. Đặng Diệu gặp Triệu Phi Nhi là một ngẫu nhiên. Đêm ngày hôm đó, hắn vẫn lên phố như thường lệ dạo quanh không mục đích thì nhìn thấy triệu phi nhi bước ra từ công ty phân kim bảo đặng diệu biết công ty đó luôn có những cô gái trẻ bước vào nơi đó trong đêm khuya nửa sau đêm thậm chí là đến sáng ngày hôm sau mới rời đi có một lần đặng diệu lướt qua một cô gái còn ngửi được mùi vị khiến người ta run rẩy từ cơ thể cô gái đó đặng diệu chợt sáng tỏ trong công ty phân kim bảo đã xảy ra chuyện gì điều này khiến hắn kích động khiến hắn khát vọng thế nên hắn thường phục bên ngoài công ty này nhìn những cô gái đó đi qua dường như làm vậy bản thân hắn cũng như tham dự vào chuyện làm nhục bọn họ vậy nhưng triệu phi nhi không giống khi những cô gái khác bước ra gương mặt đều đờ đẫn nhìn không còn một chút độ ấm chỉ có duy nhất triệu phi nhi là sinh động cô ấy đang khóc bưng mặt khóc vô cùng đau đớn còn khi hắn cố ý đi qua người cô ấy hắn ngẩn người vì không hề ngửi thấy mùi vị quen thuộc kia đặng diệu không hề biết triệu phi nhi không lọt vào mắt đám trắng độc trong công ty phân kim bảo cho nên cô ấy đến cơ hội dùng sắt trả nợ cũng không có mấy ngày trước cô ấy đã quay video khỏa thân bây giờ người ta uy hiếp gửi video cho người thân và bạn bè cô ấy khóc vì bản thân dại dột ngày càng lún sâu vào vũng bùng lầy đặng diệu nghĩ cơ thể cô ấy nên có mùi mới phải cô ấy không nên khóc cô ấy xem thường người đàn ông như hắn Cô ấy nên nằm dưới thân đàn ông để mặc cho họ giày vò, cô ấy vì sao phải khóc? Đặng Diệu đột nhiên phẫn nộ, không kiềm chế được phẫn nộ. Vì nước mắt của cô gái xa lạ này, vì cô ấy không sa ngã như hắn tưởng. Trước khi hắn ý thức được, cơ thể hắn đã tiến đến, nắm lấy vai cô ấy. Triệu Phi Nhi quay đầu. Thứ cô ấy nhìn thấy là một khuôn mặt xa lạ và méo mó. Sau khi thi thể Triệu Phi Nhi được phát hiện, Đặng Diệu sợ hãi đến mức suốt nửa tháng không dám ra khỏi nhà. Khi vứt xác hắn không nghĩ nhiều đến thế, cơ thể hoàn toàn bị một loại hưng phấn sai khiến, toàn bộ mọi thứ đều chỉ làm theo dục vọng. Làm xong chuyện mới thấy sợ hãi. Đặc biệt là nhìn đoạn thời gian đó khắp phố tràn ngập cảnh sát, người nào cũng bàn tán câu chuyện của người con gái kia. Đặng Diệu biết không thể như thế được nữa, phải xử lý thi thể, không thể để bị phát hiện. Sau khi ông về cô gái thứ hai từ trên phố Hai cha con hắn hút thuốc, đắn đo cả nửa ngày. Bọn họ là đồ tể, với bọn họ mà nói, xử lý một người là việc nhắm mắt cũng có thể giải quyết gọn gàng. Xương giấu trong sân, ngày ngày dẫm đạp. Còn về thịt, càng dễ dàng xử lý. Khu vực đó phần lớn là dân nghèo, thu nhập thấp, hoặc những người phụ nữ làm những chuyện không thể phơi ra ngoài sáng. Đặng Diệu cũng không nhận ra người hắn bê về là người thế nào. Cảnh sát đã đối chiếu, xác nhận chỗ sườn cốt kia với những án mất tích vài năm gần đây nhưng cha con hắn có thể liên tiếp gây án thành công giữa thanh thiên bạch nhật thậm chí không hề khiến cảnh sát chú ý quả thực khiến mọi người hoảng hốt bởi vậy quá trình mất tích của những cô gái vô danh cũng cần cảnh sát tiếp tục điều tra xác nhận đến đây chuỗi các vụ hung án chấn động tam tương chấm dứt cùng việc đưa hung thủ vào vòng pháp luật tam tương tên gọi chung của tương hương tương đàm và tương âm một năm trước hai cha con sát thủ ra đời, đánh lén, giam giữ, cưỡng hiếp, sát hại, ngược đãi thi thể, vứt xác triệu phi nhi. Về sau, hai cha con mai danh ẩn tích, âm thầm gây án, liên tiếp thoát khỏi tầm mắt cảnh sát. Một năm sau, thi thể Lưu Y Sa xuất hiện với tình trạng giống hệt án trước. Cảnh sát tra rõ cội nguồn, tóm gọn công ty phân kim bảo với những hành vi cho vay vốn phi pháp liên tục nhiều năm, dụ dỗ gian dâm, giết hại Lưu Y Sa, ngược đãi thi thể và vứt xác triệt hạ khối u ác tính cho xã hội. Một tòng phạm từng cưỡng ép nữ cảnh sát phán giai đang chạy trốn. Dưới sự khuyên nhủ của phán giai, anh ta quyết định tự thú. Trên đường đi tự thú, gặp phải đặng diệu thường xuyên lượng lờ trong đêm khuya, hai người bị đánh lén, trọng thương, phán giai bị đưa đi, tòng phạm chạy trốn. Phán giai hy sinh. Cha con sát thủ cuối cùng bị bắt, hai cốt bị chôn vùi đã lâu một lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời vương minh hứa ngồi trong văn phòng lật xem hồ sơ tăng lên mấy ngày nay mà thấy lạnh toát trong lòng bí bức nên muốn hút thuốc nhưng vừa lấy điếu thuốc ra đã bị người khác đoạt mất ân phùng mặc áo vét đen kết hợp cùng sơ mi xám bạc sáng sớm cô chọn cho anh không đeo cà vạt đứng dựa bên bàn anh vứt thuốc lá vào thùng rác lên tiếng phản đối a à hứa vết thương của em còn chưa lành hẳn ai cho em hút thuốc Ây ấy ấy vương minh hứa đau khổ vì không kịp cứu điếu thuốc rong hoang xanh lam đó lão đàm vừa mới cho cô nhãn hiệu thuốc lá nổi tiếng của trung quốc một viên kẹo cao su được đưa tới trước mặt cô vương minh hứa không buồn đế mắt kết quả ân phùng trực tiếp nhét kẹo vào miệng cô ngón tay anh chạm vào môi cô vương minh hứa ngượng ngập nhìn những đồng nghiệp xung quanh may mà không có ai nhìn thấy cảnh tượng ban nãy ai ngờ tên này cúi người chống tay lên lưng ghế cô nói a hứa em cai thuốc đi được không vương minh hứa liếc xéo anh rồi cười hạ thấp giọng nói mới làm bạn trai em được có mấy ngày mà đã muốn quản rồi hả trái tim ân phụng nóng rẫy cúi đầu nhanh chóng đặt một nụ hôn lên mặt cô vương minh hứa trận mắt chuẩn bị trở mặt đến nơi đây là văn phòng đấy kết quả anh thốt ra một câu sau này bất kể là ở đâu bất kể bên cạnh có ai chăng nữa em hút thuốc một lần anh hôn em một lần vương minh hứa nghiến răng kèn kẹt bị anh làm cho nghẹn hồng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng tiếp tục đọc hồ sơ. Khóe mắt cô liếc thấy ý cười trong mắt anh. Người nào đó hôm nay mặc theo ý cô nên đẹp trai ngời ngời, Vương Minh hứa bỗng thấy cơn giận bay biến sạch. Cô lại nghĩ, không đúng, vốn tưởng rằng đến với anh, cô buộc phải chiếm thế thượng phong trong mọi chuyện, vẫy tay là anh phải đến, phất tay là anh phải đi. Ai ngờ mấy ngày nay vì vết thương mà bị anh chèn ép trên giường. Hiện tại anh còn dở trò không vặt với cô, quảng đông quảng tây, thuốc cũng không để cô hút vưu minh hứa thầm cười lạnh hai tiếng vết thương của cô cũng tạm ổn rồi đã đến lúc để vưu anh tuấn nhớ lại cái nhà này là ai làm chủ rồi đây đúng lúc này hàng phong bước vào văn phòng nói với bọn họ hai người có thể đến gặp đặng diệu rồi nhiều ngày không gặp đặng diệu dường như không hề thay đổi vẫn là dáng vẻ trầm mặc âm trầm như tòa tháp sắt kia chỉ là lúc này bộ đồ trên người hắn là quần áo tù nhân đeo còng tay còng chân Hắn ngẩng đầu, sắc mặt trở nên phức tạp khi nhìn thấy Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi dựa vào lưng ghế, hất cầm mang chút khinh thường. Đặng Diệu cảm nhận được nên rất phẫn nộ, ngước con mắt ghê gớm nhìn cô chầm chầm. Nhưng cô thông dong điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, còn mang theo ý cười khó lòng diễn tả. Đặng Diệu chợt nhớ lại cảnh tượng người phụ nữ này điên cuồng đánh hắn đêm đó, hắn chưa từng bị ai đánh đến thảm hại và đau đớn đến thế. Lòng hắn bỗng run sợ. Nỗi sợ hãi ấy giống hệt như khi hắn trốn chui trốn lủi trong gian vết mổ, nhìn xe cảnh sát hú còi lướt qua, giống hệt như tâm trạng bồn chồn vào lần đầu tiên hắn gây án. Bên cạnh cô còn hai ánh mắt cùng dừng trên Đặng Diệu. Đặng Diệu chú ý đến, người đàn ông đó rất đẹp trai, rất tinh anh. Là loại người mà từ nhỏ hắn đã chẳng thể so bi. Ánh mắt người đàn ông rất lạnh, thấm đẫm nỗi hận thù và tức giận, đặng diệu chợt thấy bản thân vô lực, nhỏ bé biết bao. hắn tràn đầy căm phẫn xong bất lực nhường nào, cần cổ đỏ bừng cúi rạp đầu xuống. khai hết rồi, vương minh hứa hỏi. đặng diệu, ừm. nhưng lại nghe thấy cô cười lạnh, tôi thấy chưa chắc. đặng diệu lặng thinh, từ từ ngẩng đầu nhưng lại thấy ánh mắt sắc như dao của người phụ nữ đang ghim thẳng vào hắn. nghe nói, anh không chịu thừa nhận có một tên đồng phạm, vương minh hứa hỏi đặng diệu vẫn không nói rồi lại thấy cô cười lạnh anh ta đúng là đã diễn một vở kịch hay muốn thoát thân phủi sạch quan hệ đáng tiếc là cẩn thận mấy cũng có sai sót càng chu toàn càng dễ dàng để lộ sơ hở điểm sơ hở lớn nhất chẳng phải là sân nhà anh đó sao còn cần tôi nhắc hả đặng diệu mấp máy môi hắn không hiểu lời vương minh hứa vương minh hứa ném hai bức ảnh cùng chụp xe Jinbei một chiếc là trong sân nhà hắn một chiếc giường như được chụp trên đường nên khá mờ đặng dịu cầm ảnh lên xem mà vẫn còn ngơ ngác vưu minh hứa cười nói trần chiêu từ cô chú ý quan sát sự thay đổi thần sắc của hắn chắc anh không còn lạ lẫm gì với cái tên này chứ anh ta mô phỏng cách thức của anh để xử lý thi thể của một cô gái khác tên lưu isa còn đưa phán giai đến trước mặt anh nếu nói anh ta mô phỏng giống y như đúc còn trùng hợp gặp được anh thì có thể hiểu được nhưng cảnh sát căn bản không biết một năm trước anh đi xe gì, vậy vì sao anh ta lại có thể lái một chiếc xe y hệt xe anh để đi vứt xác? Là trùng hợp sao? Vậy hai người quả là tâm linh tương thông quá. Sắc mặt đặng diệu vẫn cứng đờ, nhìn thần sắc lạnh lùng của Vương Minh hứa, hắn đột nhiên bật cười, cầm một bức ảnh cười không ngừng không nghĩ. Định gánh tội thay anh ta luôn à, Vương Minh hứa nói, anh ta hiện tại đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn anh một nhà ba miệng người đều ngồi tù. Anh rốt cuộc định làm trò gì? Gân xanh trên cổ Đặng Diệu như nổi hết lên, chậm rãi nói, Tiểu từ cậu ta, và tôi là bạn học hồi tiểu học, cũng là người bạn duy nhất của tôi. Ngày hôm đó cậu ta chỉ đến mượn xe của tôi, nói đoạn liền cười, cười đến mức khiến người ta ghê rợn. Vương Minh hứa lạnh lùng nhìn anh ta, ân phùng chật cất tiếng, không ngờ anh và cậu ta lại là bạn bè, tôi tưởng rằng Trần Chiêu Từ sẽ không coi ai là bạn. Đặng Diệu vẫn cười ha hả? Vậy cậu ta có từng đưa anh đến đường hầm không? Đó là bí mật của cậu ta, sẽ không chia sẻ cho ai khác, chắc anh chưa từng đến nhỉ, ân phùng nói tiếp. Đặng diệu nhìn anh, đương nhiên là tôi đã từng đến. Vậy cậu ta có từng đưa anh qua đường hầm đến thẳng công ty phân kim bảo, đi nhìn trộm đám ông chủ chơi đùa với những cô gái kia không, ân phùng hỏi. Đặng diệu ngẩn người, vương minh hứa cũng ngẩn đầu. Ân phùng cười, xem ra là anh đã từng đến cho nên khẩu cung lúc trước của anh là nói dối anh khai là bất ngờ gặp được triệu phi nhi bắt đầu lần phạm tội đầu tiên tôi rất lấy làm lạ anh đã nhẫn nhịn nhiều năm như thế sao đột nhiên lại bộc phát hóa ra là vì trần chiêu từ dẫn anh đi xem những chuyện kia cho nên anh không kháng cự được nữa không nhẫn nhịn được nữa nhỉ ánh mắt đặng dịu trở nên cực kỳ nguy hiểm cổ cũng đỏ ửng song ân phùng vẫn cười bình thản anh bắt đầu từ khi đó Vưu Minh hứa lại chẳng thể nói rõ được cảm giác trong lòng. Cô luôn tưởng rằng người của công ty phân kim bảo mô phỏng cách thức giết người, mà không ngờ được người dẫn dắt sát thủ cũng chính là những kẻ không bằng cầm thú đứng dưới ánh sáng hoa mỹ trên con đường hầm đó. Đâu mới là ngọn nguồn của tội ác. Chúng giống nhau như vậy hóa ra là vì chúng đều mang cùng một bộ mặt. Phòng thẩm vấn lặng ngắt như tờ. Ân phùng đột ngột lên tiếng, nói về tiểu từ đi. Cậu ta bất lực đúng không, không cứng, lên được. Vương Minh hứa sững sờ. Đặng Diệu, sao anh biết? Ân Phùng cười, cùng là đàn ông, rất dễ đoán ra mà. Cậu ta ở cùng với đám người của công ty đó trong thời gian dài, tôi biết trong lòng cậu ta vô cùng căm hận những cô gái đó, chỉ muốn nghĩ trăm phương nghìn kế để giày vào bọn họ, song lại không hề tham gia cùng đám lãnh đạo. Trong phạm tội tập thể, trong hoàn cảnh như vậy, cậu ta còn là một tên biến thái, căn bản không thể khống chế chính mình. Ngoại trừ việc muốn, mà lực bất tòng tâm vương minh hứa chợt nhớ ra một chuyện ban đầu phán gia dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ trần chiêu từ lại dọa anh ta chạy như chạy loạn khi đó chỉ cảm thấy hơi lạ không ngờ còn có nguyên nhân này nhớ đến tên gọi kia lòng vương minh hứa lại đớn đau đặng dịu bật cười anh cảnh sát siêu thật đúng là cậu ta bất lực lần nào cũng chỉ có thể đứng nhìn ha ha lần nào cũng tim vương minh hứa rung lên liếc nhìn ân phùng anh vẫn mang vẻ ôn hòa vô hại, tiếp tục trò chuyện cùng đặng diệu, đám người công ty phân kim bảo chỉ muốn làm chuyện kia, không muốn dính dáng đến kiện tụng và mạng người. Còn Trần Chiêu Từ, một kẻ bất lực, vừa không thể tham gia, cũng không thể phát tiết. Thứ tâm trạng này sẽ càng tích càng nhiều, càng tích càng mãnh liệt. Cậu ta cần một cách thức giải phóng kích thích hơn nữa. Hiện tại, anh hiểu vì sao cậu ta phải đưa anh đến công ty phân kim bảo, để anh mở rộng tầm mắt, vì sao phải ủng hộ anh làm những việc kia rồi chứ? Đặng Diệu sững người. Vưu Minh Hứa cũng không khỏi thản thốt. Ân Phùng nói, khi anh cưỡng hiếp nạn nhân, cậu ta ở ngay bên cạnh cũng kích động lắm nhỉ. Có phải còn hưng phấn hơn cả anh? Khi giày vò, sát hại, ngược đãi thi thể, cậu ta còn điên cuồng hơn anh, đúng không? Anh luôn tưởng rằng cậu ta đang giúp anh có được những cô gái kia, mở ra một thế giới cho anh. Trên thực tế là cậu ta đang lợi dụng anh, cậu ta bắt đầu biến thái sớm hơn anh rất nhiều. Cậu ta là một kẻ ác độc, song cũng là một kẻ nhát gan, luôn cần một người đứng ra làm bia đỡ đạn. Vậy nên cậu ta cùng kéo anh xuống địa ngục, chỉ để thỏa mãn cho chính cậu ta. Đặng Diệu ngẩn phát đầu lên nhìn bọn họ, đôi mắt trợn trừng, cơ thịt trên mặt không ngừng co giật. Vưu Minh hướng nhanh trí đón lời, đúng thế, anh thực sự tưởng rằng anh ta coi anh là bạn bè, mang những cô gái đó đến cho anh. Đặng Diệu, nghĩ kỹ lại xem vì sao sau khi lưu y sa xảy ra chuyện anh ta không bí mật xử lý thi thể mà lại ngụy trang thành vụ án của anh một năm về trước bởi vì anh ta phải bảo vệ bản thân bảo vệ công ty phân kim bảo đổ tội lên đầu anh ân phùng nói không sai vì cậu ta căn bản không thể rời bỏ công ty phân kim bảo không thể rời bỏ hang ổ tội phạm đã thối rửa này cậu ta đã là một phần của nó rồi vương minh hứa ngày đó anh ta giả vờ tự thú dẫn phán giai ra ngoài trên thực tế là đã hẹn trước với anh rồi đúng không hứa sẽ giao phán giai cho anh còn giả bộ để anh nện một búa anh ta thoát thân cho dù ngày hôm đó bị bắt thì cũng chỉ dừng ở mức tòng phạm nhưng anh thì sao lại bị anh giá họa thêm một lần nữa đặng Diệu nện một quyền xuống bàn không không thể nào vương minh hứa đổ người về trước nhìn thẳng vào mắt đặng Diệu sợ không phẫn nộ không anh cũng muốn biết rốt cuộc trong lòng anh ta nghĩ gì đúng không? Nói cho tôi biết anh ta có thể trốn đến đâu, tôi đưa về cho anh. Có điều gì nghi vấn, tôi có thể giúp anh trực tiếp hỏi anh ta. Đặng Diệu, nếu Trần Chiêu từ thực sự coi anh là bạn bè, hiện giờ biết anh vào tù, chắc chắn sẽ nguyện cùng gánh tội với anh, cũng giống như anh đã làm cho anh ta vậy. Có muốn thử đông đến tình nghĩa giữa hai người không? Vương Minh hứa dẫn ân phùng chạy xuống lầu, rất nhiều cảnh sát theo sau hai người mọi người phân nhau dùng mấy chiếc xe, phóng thẳng ra vùng ngoại ô. Mạng Tây Núi Nhạc Phong là vị trí đặng diệu cung cấp. Vị trí cụ thể hơn anh ta không rõ, vì Trần Chiêu Từ chỉ nói qua loa rằng nơi đó có một động không kích rất lớn, thuộc huyện Giáp Tranh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao động này không có trong tư liệu cảnh sát nhận được khi triển khai tìm kiếm các động không kích trong thành phố. Nghe nói rất ít người biết đến, chỉ cần có đủ thức ăn và nước uống, có thể sống được mấy tháng liền tại đó vì trần chiêu từ đã bị liệt vào danh sách tội phạm nguy hiểm nên lần này vương minh hứa và mấy cảnh sát khác đều mang theo súng cô hứa mộng sơn và ân phùng đi chung xe vẫn là hứa mộng sơn làm tài xế ghế phụ lái để trống như thường lệ lời của đặng diệu đáng tin không hứa mộng sơn hỏi vương minh hứa đáng hứa mộng sơn hừ lạnh một tiếng lần này nhất định phải tóm được tên khốn nạn đó vương minh hứa quan sát sắc mặt hứa mộng sơn qua kính chiếu hậu Mấy ngày không gặp, người cộng sự không khác là bao, vẫn là hứa hồ ly tâm tư thâm trầm ngày trước. Dường như anh ấy đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc của quá khứ, như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Lòng vưu minh hứa thoáng qua một tia chua xót. Tay cô được ân phùng nắm chặt, có lẽ hứa mộng sơn cũng không nhìn thấy, cô bèn để mặt cho anh nắm. Cô nhìn anh, khẽ nói, ban nãy thẩm vấn đặng dịu cự lắm, suy luận ngày hôm nay của anh càng đặc sắc và chính xác hơn ngày trước ân phùng cũng có cảm giác tương tự tư duy nhanh gọn và rõ ràng hơn ngày trước rất nhiều những câu thẩm vấn đặng dịu ban nãy cứ tự mình bật ra khỏi miệng anh chợt nhớ lại lời trần phong nói máu tụ trong não có dấu hiệu tan dần lòng anh bắt đầu thấp thỏm không yên anh siết chặt tay cô nói nũng nịu anh muốn thưởng vương minh hứa về nhà rồi tính anh lại vần vò tay cô một lúc mới nói em nói xem có phải ban nãy chúng ta phối hợp cực kỳ ăn ý hửm có phải càng xứng đôi vừa lứa hơn rồi không vương minh hứa biết anh vẫn còn ghi thù việc lần trước cô không chịu thừa nhận hai người xứng đôi nên chỉ cười không đáp anh nhanh nhẩu nói luôn chúng ta là phu xướng phụ tùy cô liếc xéo anh nói ngược rồi anh nói ngược đâu dù sao anh cũng ở phía trên mà dù là vương minh hứa cũng phải mất một hồi mới hiểu ra anh đang nói chuyện gì tim cô lệch nhịp anh lúc này giống một người đàn ông dám làm dám nhận, cánh tay khoác trên lưng ghế cô, khẽ nói, "Không phục à, lại định cắn anh hả?" Đây là đang nhắc đến chuyện đêm qua cô cắn lưng anh. Vương Minh hứa im lặng một khắc rồi phì cười, giọng điệu ung dung thông thả hơn cả anh, "Quên không nói cho anh biết, vết thương khỏi rồi. Lần sau sẽ cho anh biết ai mới là người ở trên." Ân Phùng ngậm cười nhìn cô, Vương Minh hứa bị anh nhìn đến tim đập loạn. Cô nghĩ bụng quả nhiên là vậy người đàn ông có thuần khiết bao nhiêu lên giường rồi xuống giường đều sẽ biến thành khốn nạn hết đến núi nhạc phong đã là buổi chiều chưa đến vài tiếng đồng hồ nữa là trời tối một nhóm cảnh sát men theo đường núi nhanh chóng chia nhau tìm kiếm chỉ có điều khu chân núi này khá rộng nhìn ra xa đều là rừng cây trùng điệp nơi đó chính là động không kích nằm giữa ranh giới hai huyện trong truyền thuyết lại không được đánh dấu trên bản đồ nên chỉ có thể tìm từng chút một Vưu Minh hứa dẫn theo ân phùng xuyên qua bụi gai, xông thẳng vào rừng. Sắc trời âm u, ánh sáng trong rừng càng yếu ớt, tuyến tìm kiếm cũng ngày càng được mở rộng. Vưu Minh hứa bỗng nhớ lại vụ án trao đổi giết người của hai cậu thiếu niên cũng là trong khu rừng thế này, sau đó là nụ hôn đầu tiên của cô và ân phùng. Còn người đàn ông bên cạnh cô đây, lần trước theo sau cô vẫn còn than chân đau, ngày hôm nay lại không kêu một tiếng theo sát không rời. Đến những nơi cần leo trèo, còn vương cặp chân dài trèo lên trước kéo cô lên. Tuy là cô không cần anh làm vậy, song vẫn để cho anh có chút mặt mũi. Vương Minh hứa nghĩ, những lời ân phùng nói lúc trên xe không sai. Thời gian trôi qua, sự ăn ý giữa anh và cô đã vượt xa những ngày tháng trước kia. Hai người cảm nhận sâu sắc cảm giác có thể giao lưng cho đối phương. Cảm giác ấy chẳng biết đã tồn tại từ bao giờ. Vương Minh hứa phát hiện điều bất thường sau khi vượt qua sườn núi hoang. Phía trước có vách đá dựng đứng, dưới vách đá là đám cỏ u tùm ngay giữa có một căn nhà gỗ nhỏ cũ nát bên trong có ánh sáng lờ mờ vì được cây cối che chắn nên nếu ở xa căn bản sẽ không thể phát hiện ra nơi này vương minh hứa kéo ân phùng trốn trong bụi cây đồng thời lấy bộ đàm khẽ giọng thông báo cho đồng đội những người khác nhiều nhất 10 phút đồng hồ nữa sẽ theo đến nơi anh ở đây đừng động vương minh hứa nói em đi xem anh nắm tay cô chúng ta cùng đi vương minh hứa lắc đầu phùng hiểu, anh đi theo không bằng để cô đi một mình, vì sẽ càng linh hoạt hơn một chút. Anh nắm chặt tay cô, cẩn thận, anh giỏi theo em. Vương Minh hứa cười, nhấc người dậy tiến về phía trước. Đến bên ngoài căn nhà gỗ, cánh cửa được khép hờ, Vương Minh hứa giấu mình trong bụi cây tối, nhìn qua khe cửa. Cô thấy một người ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ, kẻ đó chính là Trần Chiêu Từ. Nhiều ngày không gặp, người này biến thành vừa đen vừa gậy, râu mọc đầy cằm quần áo cũng vừa bẩn vừa rách. Hiển nhiên là dưới sự truy bắt của cảnh sát, cuộc sống của anh ta vô cùng khó khăn. Mặt đất phía sau anh ta thấp thoáng chiếc bếp lò, dầu gạo. Vương Minh hứa vừa nhìn thấy anh ta là giận run bần bật, nghĩ đến việc phán giai đến cuối cùng vẫn tin lời anh ta nói, vậy mà anh ta lại đưa cô ấy vào tay của tên giết người, cô siết chặt khẩu súng trong tay. Chính lúc này, Trần Chiêu Từ luôn cúi đầu bỗng ngẩng lên, tầm mắt hai người bất chợt giao nhau trần chiêu từ cong môi cười vương minh hứa chỉ cảm thấy cả trái tim bị khí lạnh bao trùm biết có điều bất thường tuyệt đối không thể để anh ta nắm trước thời cơ nói thì chậm xong diễn ra rất nhanh cô nhảy ra khỏi bụi cây xô cửa rút súng nhắm chuẩn anh ta không được động trần chiêu từ đích thực đã cúi người rút con dao găm giấu trong bút song phản ứng của vương minh hứa quá mức nhanh nhạy tay anh ta mới chỉ chạm đến dao đã bị hồng súng chỉ đúng vào đầu vậy nên cả người anh ta bất động Vưu Minh hướng nghiêm giọng, giơ hai tay lên. Anh ta ngồi thẳng dậy, như cười như không từ từ giơ hai tay lên. Chứng kiến dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi này, mắt Vưu Minh hướng như phun ra lửa, nhanh chóng quan sát hết một lượt. Căn nhà gỗ rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường gấp, phía sau còn có một chiếc rèm che, bên trong tối âm âm, hình như chính là động không kích. Tầm mắt Vưu Minh hứa quay trở lại Trần Chiêu Từ, nói, chuyện anh đã làm, đặng diệu đã khai hết rồi sắc mặt trần chiêu từ u ám đứng dậy vương minh hứa nói đặt hai tay sau gáy ra ngoài anh ta từ từ đứng dậy vương minh hứa nhìn thấy anh ta là hận ngứa ruột gan ngoảnh đầu thấy đội chi viện vẫn chưa xuất hiện bên ngoài chỉ có ân phụng bèn nện bán súng vào đầu anh ta trần chiêu từ ăn một cú đòn đau bổ vào lên mặt bàn mặt bê bết máu vương minh hứa vẫn chưa hết giận nhấc đầu anh ta tiếp tục nện xuống mặt bàn mấy cú nặng nề lạnh giọng anh có còn là con người không? Phán giai tin anh, đưa anh đi tự thú. Giờ cô ấy mất rồi. Cô ấy mới chỉ 24 tuổi. Chết tiệt, anh có còn là con người hay không? Súc sinh. Trần Chiêu từ phủ phục trên bàn bất động, cũng không dậy dù phản kháng. Vương Minh hứa hướng hồng súng vào anh ta, xong lại nghe được giọng nói nửa cười nửa khóc vang lên. Khi đó tôi đã đưa cô ấy đi đường vòng, nhưng tên chó điên kia vẫn đuổi tới nơi. Tôi không muốn giết cô ấy bao nhiêu năm nay, người con gái duy nhất tôi không muốn giết cuối cùng vẫn chết trong tay tôi. Vương Minh hứa sững người sông nổi căm hận vẫn chẳng hề nguôi ngoai, lạnh lùng nói, đi, anh sẽ được pháp luật phán quyết. Anh ta yên lặng một hồi, nói, có lẽ nói ra cô không tin, mấy ngày nay tôi luôn nghĩ, nếu như tôi gặp được cô ấy sớm hơn, cô ấy nói những lời đó với tôi sớm hơn, có lẽ tôi đã không giết người. Vương Minh hứa càng thêm khó chịu. Thế nhưng không có nếu như người mang tội không có nếu như những người vì tội mà chết cũng không có nếu như lúc bấy giờ Trần Chiêu Từ đứng thẳng người dậy cười nói nhưng tôi đã được xét xử rồi cô không đưa tôi đi được bởi tôi đã có được một cuộc đời mới Vương Minh Hứa ngẩn người nghĩ bụng chẳng lẽ thần kinh anh ta có vấn đề đúng lúc này Trần Chiêu Từ đột ngột quay người xong về phía họng súng của cô Vương Minh Hứa giật thoát nhanh chóng né tránh một tay khác túng về phía cổ áo anh ta, rèm cửa phía sau vang lên tiếng động khe khẽ, có người xông ra từ đó. lương vương minh hứa toát mồ hôi lạnh, vội vã xoay người nhưng không còn kịp nữa. vật nặng đập trên đầu cô, cô va vào bàn, ngã gục trên đất. trần chiêu từ tay cầm dao găm lùi lại hai bước, song lại có một hồng súng khác kề ngay trên huyệt thái dương của cô. người xông ra mặc đồ đen, cực kỳ cao lớn. hắn khoác áo gió đen, quần dài đen bút lưỡng cổ, chiếc mũ lưỡi chai đội đầu kéo xuống rất thấp, chỉ lộ chiếc cầm. Một cảm giác vô cùng mãnh liệt, cảm giác như từng quen biết trào dân trong lòng. Toàn thân vương minh hứa như đang dần dần bị từng tầng khí lạnh bao trùm. Kẻ đó ngẩng đầu. Đó là đầu mắt sâu thẳm, mặt hắn đã gầy hơn rất nhiều so với mấy tháng trước. Chỉ có đôi mắt là khiến những ký ức xa xăm dồn về trong não bộ vương minh hứa. Nơi đồng hoang vô tận, đêm mưa u ám, người đàn ông nhìn cô qua kính xe hắn và cô ngồi bên cạnh lều cùng ngẩng đầu ngắm sao hắn châm một điếu thuốc ngồi xuống một đoạn cây khô nói tôi quyết định trở thành sát thủ liên hoàn giết chết năm người hoặc nhiều hơn thế cố thiên thành cũng nhìn cô bằng ánh mắt không vui không buồn lúc sau vưu minh hứa bật cười hắn cũng cười trần chiêu từ nghi hoặc đứng nhìn song anh ta biết rõ tình cảnh khó khăn trước mắt nữ cảnh sát này là một mối phiền phức lớn Thấy cô bị Cố Thiên Thành đánh ngã, Trần Chiêu từ lặng lẽ rút dao, định tiến lên thì Cố Thiên Thành cất lời, đứng im. Mày là cái thá gì mà dám động vào cô ấy? Vương Minh hướng ngoảnh đầu nhìn. Trần Chiêu từ thẳng thốt, lòng vừa hận vừa giận nhưng chạm đến ánh mắt lạnh như băng của Cố Thiên Thành đành từ từ hạ dao, lùi về một bên. Tay Vương Minh hứa siết chặt khẩu súng. Nếu hiện giờ đối diện là kẻ khác, cô có đủ tự tin cực một ván hậu phát chế nhân nhưng kẻ trước mặt là Cố Thiên Thành, cô không thể khinh suất. Cố Thiên Thành nhìn thẳng vào mắt cô, mắt hắn dường như chỉ có duy nhất hình bóng cô, khẽ nói, yên tĩnh rồi. Minh hứa, chúng ta cuối cùng cũng có thể nói chuyện rồi. Ân phùng vốn trốn trong bụi cây, nhìn Vương Minh hứa đột ngột trút súng xông vào căn nhà, cả người anh căng lên như dây đàn, song vẫn kiềm chế, nhìn chầm chầm cánh cửa quan sát động tĩnh bên trong. Sau đó anh thấy Trần Chiêu Từ bị thu phục một cách dễ dàng, sắc mặt vương minh hứa lạnh lẽo tột cùng liếc nhìn ra ngoài rồi bắt đầu đánh người không biết vì sao mỗi lần vương minh hứa hung hãn ân phùng chẳng hề thấy sợ trái lại còn có một niềm xót thương trào dân trong ngực đang xen cùng niềm yêu thích ngày càng nồng đậm dành cho cô anh ngồi trong bụi cây lặng lẽ quan sát mọi chuyện đợi đến khi vương minh hứa đẩy trần chiêu từ ra hiệu cho anh ta ra ngoài trái tim ân phùng mới hơi an ổn chỉ cần cô áp giải người ra khỏi nơi đó anh sẽ lập tức xông ra giúp đỡ. Sắc đêm mỗi lúc một đậm, cả ngọn núi đều chìm trong bóng tối bất tận, gió lạnh heo hút, cây cối xào xạc. Xà. Chính vào lúc này, đó là cảm giác vô cùng đột ngột, không một chút dấu hiệu, cũng chẳng có cách nào có thể phản kháng. Ân phùng chỉ thấy trời đất trung chuyển, bắt đầu đảo lộn. Có thứ gì đó đang sụp đổ với tốc độ chóng mặt trong đầu anh. Anh không chống đỡ nổi, gục trên đất, đầu đau như búa bổ. Cảm giác này đã từng xuất hiện một lần vào mấy ngày trước. Đó là lần anh và cô cùng đi ăn lẩu, anh bất chợt đau đầu đến ngất liệm. Nhưng lần này còn mãnh liệt và rõ ràng hơn thế. Anh nghe thấy trong lòng có một thanh âm đang nói, đừng. Nhưng cơn đau đớn, choáng váng như thác lũ căn bản không chịu nghe lệnh của anh. Anh suýt chút trên lên thành tiếng, chỉ có thể cố gắng hết sức lấy tay bịt miệng, không để phát ra âm thanh làm hỏng việc của Vương Minh Hứa. Anh nằm bò trên đất, Đau đến trào nước mắt, mơ hồ ngẩng đầu xong đập vào mắt lại là một cảnh tượng khiến người ta chấn động. Anh nhìn thấy Cố Thiên Thành vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh lạnh lùng như ác ma kia. Hắn cầm súng chỉ vào đầu Vương Minh Hứa, còn cô đang gục trên đất, Trần Chiêu Từ cầm dao đứng phía sau. Không được ngất. Anh cắn môi đến bật máu. Không được phép ngất vào lúc này. A à Hứa của anh còn đang đấu tranh cùng đám tội phạm tàn nhẫn, anh là người đàn ông của cô, phải bảo vệ cô. Mắt anh ẩn ật nước, loạn choạng bò dậy. Thế nhưng nỗi bi ai và bất an lặng lẽ lan rộng, bổ nhào vào anh. Anh mơ hồ ý thức được bản thân sắp xảy ra chuyện gì. Anh không biết đó là rơi vào vực thẳm hay mở ra cánh cửa khép chặt đã lâu, nhưng anh sớm đã không muốn đi đâu hết. Những danh lợi trước kia, anh đều không cần. Anh đã ở bên cạnh cô rồi. Hiện tại anh chỉ muốn được là Vưu Anh Tuấn, bầu bạn cùng cô qua Xuân Hạ Thu Đông cơn đau càng tăng thêm cường độ thế giới trong mắt anh đều đang lay động a à hứa anh nghe thấy bản thân lẩm bẩm a à hứa vứt súng ra cố thiên thành nói vứt xa vào não bộ vương minh hứa xoay chuyển hết tốc lực song miệng vẫn điềm nhiên nói không được cố thiên thành cười nói minh hứa em biết thời gian của tôi không còn nhiều nữa đoán xem hiện giờ tôi yêu em nhiều hơn hay hận em không nỡ giết em nhiều hơn tôi đến năm bốn ba, ngón tay hắn dần chuyển đến cò súng. Vưu Minh hứa cắn răng, ném súng ra ngoài. Anh thoát chết trên sông kiểu gì, Vưu Minh hứa hỏi, ai giúp anh? Hắn nói, cô gái tốt, đừng làm lỡ dở thời gian, tương lai sẽ có cơ hội nói cho em biết. Hiện giờ tôi phải dẫn cậu ta đi, nào, ra ngoài, mở đường cho tôi. Vưu Minh hứa từ từ đứng dậy, cười khẽ, anh bắt đầu tìm đồng bộn từ khi nào thế? Trần Chiêu từ cảnh giác nhìn cô, bước ra khỏi căn nhà đầu tiên. Hồng súng của cố thiên thành đẩy cô lên trước, nói, em xem thường loại người như chúng tôi, vậy nên chúng tôi có cách thức thi hành luật pháp của riêng mình. Lời nói của hắn sâu xa, Vương minh hứa đè nén nổi nghi hoặc, từ từ bước ra ngoài. Cô liếc nhìn vị trí lẫn trốn của ân phùng, nơi đó đã không còn một bóng người, bụi cây ung tùm tối đen như mực, cô không biết anh có lấy được khẩu súng ban nãy cô ném ra không. Cố thiên thành liếc mắt ra hiệu, trần chiêu từ bổ nhào vào bụi cây tìm kiếm khẩu súng đó các người trốn không nổi đâu vương minh hứa nói cảnh sát đã bủ vây toàn bộ ngọn núi tự thú đi chống đối chỉ có kết cục thảm thiết hơn thôi vừa dứt lời cố thiên thành đã dùng bàn tay to đùng vỗ mặt cô nói còn dỗ tôi em biết rõ rằng tôi có chết trôi chết nổi cũng không muốn rơi vào tay đám cảnh sát bọn em mà vương minh hứa cắn răng nhưng cố thiên thành cũng biết thời gian cấp bách một khi vòng bao vây của cảnh sát hình thành thì có mọc cánh cũng khó mà thoát thân. Hắn nói, "Quỳ xuống." Vương Minh hứa bất động. Cố Thiên Thành đứng phía sau nhìn bóng lưng mảnh mai mà bất khuất của cô, dù cô chỉ mặc bộ quần áo bình thường nhất, không hề trang điểm xong vẫn dễ dàng khơi lên khát vọng và nỗi hận trong thâm tâm hắn. Hắn nhìn khẩu súng trong tay, men theo sọ não ngon miệng, từ từ dịch chuyển xuống dưới, lướt qua bộ ngực đẩy đà, chạm đến vòng eo thon gọn, qua cặp đùi thon dài cuối cùng dừng trên đầu gối cô. Bảo bối, hắn nói, tôi luôn không nỡ giết em. Luôn không nỡ. Cơ thể vưu minh hứa căng cứng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, khi tay cố thiên thành chuẩn bị bóp cò, một hồng súng càng lạnh lẽo hơn nặng nề kề sau đầu hắn. Hắn trợn trừng mắt kinh ngạc, còn vưu minh hứa vào thời khắc sinh tử mong manh đã lăn một vòng nhanh như ti chớp tránh thoát khỏi hồng súng. Trần Chiêu Từ trong bụi cây phát giác lập tức đứng bật dậy. Cố Thiên Thành Dương súng đầy phẫn nộ, song lại nghe thấy người phía sau thở dốc nói, "Hạ súng xuống." "Cố Thiên Thành, động một chút tao giết chết mày." Thanh âm này có chút quen thuộc, mới thật nực cười làm sao. Cố Thiên Thành từ từ hạ súng, nói, "Thằng đần vẫn còn ở bên cạnh cô ấy a." À? "Ha ha, tốt, tốt lắm." "Mày im miệng." Ân Phùng hét lên, anh siết chặt khẩu súng cố gắng hết sức bình sinh không để nó trượt khỏi tay trong miệng anh đã tràn ngập mùi tanh của máu từng cơn đau đớn dần dần rời xa nhưng thay vào đó là cảm giác choáng váng ngày càng rõ rệt dường như trước mặt không phải rừng cây mà là đại dương mênh mông còn anh bập bềnh trên sóng sắp bị nhấn chìm trong mơ hồ anh thấy vương minh hứa đứng lên khỏi mặt đất chế trụ trần chiêu từ con dao găm đã rơi vào tay cô phản chiếu ánh sáng lạnh ngắt thế nên ân phùng cười nghĩ tốt quá anh đã không làm vướng chân vào lúc cô đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết không rời cô mà đi vương minh hứa không phát hiện ra điều khác thường nơi ân phùng anh xuất hiện đã làm đảo lộn thế cục Trần chiêu từ không còn đáng lo bởi anh ta đã nằm gọn trong tay cô con dao găm vững vàng kề sát cuốn họng anh ta cố thiên thành cũng đã bị anh khống chế không thể không nói thời gian góc độ ân phùng xuất hiện đều vô cùng chuẩn xác với một cao thủ như cố thiên thành chỉ không cẩn thận chút thôi là sẽ bị hắn phát hiện mọi công sức đều sẽ đổ sông đổ bể nhưng ân phùng đã làm được cô liếc nhìn ân phùng anh đứng trong bóng râm của tán cây đôi mắt đỏ sòng nhìn chầm chầm cố thiên thành còn nở nụ cười ngây ngốc vương minh hứa nhìn cố thiên thành lần thứ hai gương mặt cố thiên thành bị lớp phẫn nộ bao trùm người phụ nữ này luôn biết cách chọc giận hắn ta hắn lại rơi vào tay cô và tên ngốc này lần nữa hắn nghĩ đáng lẽ ban nãy không nên để ý tới suy nghĩ của đám người kia, bỏ mặc ý nghĩ vấn vương trong đầu mà giết chết cô. Gặp cô, trái tim hắn luôn gần sống, nhưng làn sóng ấy không đủ hung tàn. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cục diện rơi vào thế giằng co. Vương Minh hứa kẹp chặt Trần Chiêu Từ, anh ta thở hổn hển dãy dụi trong vô ích, cổ đã xuất hiện vết máu xong vẫn cười ha ha đúng như một tên biến thái chính hiệu súng trong tay cố thiên thành nhắm về phía họ song vương minh hứa vừa có khiên thịt trong tay hắn có bắn trúng được cô hay không còn rất khó nói Hồng súng của ân phùng kề ngay sau đầu cố thiên thành cục diện bất lợi cho hắn từng giây trôi qua sẽ càng thêm bất lợi cho cố thiên thành và trần chiêu từ dường như thấp thoáng đã nghe được tiếng bước chân của cảnh sát từ xa truyền tới cố thiên thành bỗng bật cười ha hả cười đến là ngông cuồng cũng xen chút chán nản khẩu súng trong tay hắn đã hạ xuống cơ thể rung lên vì cười vưu minh hứa cảnh giác nhìn hắn ta đồng thời ra hiệu cho ân phùng bằng ánh mắt nhưng không ngờ khẩu súng trong tay anh dần rũ xuống chẳng biết đang hướng về nơi nào đầu anh cũng đang gục xuống cô không nhìn rõ được biểu cảm của anh lúc này vưu minh hứa hoảng hốt xong không dám để lộ sắc mặt cô càng trói chặt trần chiêu từ hơn nhìn chầm chầm vào hai người họ anh sao vậy vưu minh hứa quan sát kỹ hiện giờ cơ thể ân phùng đang không ngừng lắc lư trái tim cô bất giác thắt lại, là cố thiên thành đã làm gì anh rồi sao? Hay đầu anh lại đâu? Em thực sự tưởng rằng, cố thiên thành từ từ mở miệng, em, tôi, ân phùng gặp gỡ ở Tây Tạng chỉ là ngẫu nhiên. Cố thiên thành nhìn cô, trong mắt ngập tràn ý cười lạnh. Trái tim vương minh hứa như có một lớp băng mỏng đột ngột nứt vỡ, lộ ra chân tướng được che giấu đã lâu. Cô nhìn chầm chầm hắn, khẩu súng trong tay hắn đã hoàn toàn buông xuống, một tay khác chống lên trán. Vưu Minh hứa chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình vang vọng bên tai. Hóa ra em tưởng thật à, ý chế nhạo trong giọng nói của Cố Thiên Thành càng thêm nồng đậm, sổ sàng, những vụ án mà hai người cùng phá đã là toàn bộ chân tướng rồi sao? Cảnh sát các người là cái thá gì? Trần Chiêu Từ cũng bật cười ha hả, túng chặt cánh tay Vương Minh hứa, định tấn công nhân lúc cô lơ là. Nhưng cô sớm đã phòng bị, lên gối thúc mạnh vào đùi anh ta, anh ta ăn một cú đau mềm vũ trên đất. Cả người Vương Minh hứa rung lên, Trơ mắt nhìn trán Trần Chiêu từ xuất hiện một lỗ bê bết máu, anh ta trợn trừng mắt, chết ngay lập tức. Còn Cố Thiên Thành dương súng, mặt không một biểu cảm. Anh, Vương Minh hứa phẫn nộ tột cùng, Nhất thi thể Trần Chiêu từ trắng trước người mình. Song Cố Thiên Thành không có ý tiếp tục nổ súng mà cười nói lạnh lùng, nếu đã không đưa đi được thì cũng do chúng tôi phán quyết. Khỏi cần cảm ơn. Vương Minh hướng nghiến răng cứng đờ nhìn người phía sau lưng hắn lòng cô dần chìm xuống cố thiên thành cũng ngẩn người ngày hôm nay vương minh hứa và ân phụng dẫn theo cảnh sát xong đến đây nằm ngoại dữ liệu của hắn hắn cũng không ngờ tên ngốc ân phụng có thể kìm nén mai phục lâu như vậy xuất kích bất ngờ toàn bộ sự chú ý của hắn đều đổ đồn vào vương minh hứa nhất thời buông lỏng cảnh giác mới rơi vào tay bọn họ chứng kiến sắp bị cảnh sát bao vây Bản thân hắn cũng đã lâm vào cảnh sống ngày nào hay ngày đó nên không ông ý nghĩ chạy trốn. Hắn chủ tâm nói mấy câu khiến Vương Minh hứa phân tâm, nhưng lúc đó giết chết Trần Chiêu Từ, tránh để anh ta rơi vào tay cảnh sát. Còn hắn, hắn tưởng rằng ân phùng sẽ nổ súng giết chết mình. Không biết vì sao, có thể Vương Minh hứa không biết, song hắn hiểu rõ rằng tên ngốc này hoàn toàn có đủ can đảm ra tay. Nếu hắn chết trong tay ân phùng, bàn tay của vị này sẽ dính mạng người, chẳng phải cũng là một chuyện rất thú vị đó sao? ha ha phải biết rằng chuyện giết người một khi được bắt đầu cũng giống như mở ra cánh cửa giam giữ cơn sóng ngầm đen tối làn sóng đó sẽ cuồn cuộn trong suốt cuộc đời. thế nhưng ân phùng không ra tay sau lưng hắn yên tĩnh là thường chỉ có thể nghe được tiếng hít thở cực khẽ vậy nên cố thiên thành vốn cho rằng bản thân tất sẽ mất mạng cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường. a à hứa Cố Thiên Thành và Vương Minh Hứa đều nghe được thanh âm vừa khẽ, vừa khàn, tựa hồ thấm đẫm cả đớn đau. A à Hứa, ân phùng khóc gọi tên cô. Cố Thiên Thành cầm súng quay phát người lại, kề súng lên đầu ân phùng. Vương Minh Hứa vứt trần chiêu tự xuống, nhào về phía hắn. Xong chỉ nghe được phịch một tiếng, súng trong tay ân phùng rơi xuống đất, anh đã không còn nhìn thấy sự uy hiếp của Cố Thiên Thành, chỉ cố gắng ngước về hướng Vương Minh Hứa. Sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy, Mơ màng nhìn bóng hình nhào đến trước mặt, Ngay ngốc vương tay rồi lại cất tiếng gọi, "A à Hứa." "A à Hứa, xin lỗi em." Vưu anh tuấn cậu ấy có lẽ cần nghỉ ngơi một thời gian. Anh sẽ tỉnh lại. Anh cũng sợ bản thân kia tỉnh lại. Anh mới chỉ vừa có được em, dốc toàn sức lực, chịu đựng hèn mọn chờ đợi lâu như vậy mới có được em. Anh sợ bản thân kia tỉnh lại, em sẽ không thích bản thân đó của anh. Cũng sợ bản thân kia sau khi tỉnh lại trái tim dành cho em sẽ đổi thay, dù chỉ là một ly một tấc. Xin đừng vứt bỏ anh. Có lẽ anh chỉ là một phần linh hồn của người đó, nhưng anh yêu em sâu sắc. Bất luận sau này anh dùng bộ mặt nào, nhân cách nào xuất hiện trước mặt em, linh hồn anh vẫn sẽ mãi yêu em. Chắc chắn sẽ không quên. Ân phùng, vưu minh hứa trơ mắt đứng nhìn anh như món đồ chơi gỗ bị rút mất trụ, gục ngã trong chớp mắt. Song cố thiên thành ngay gần anh, cũng nhanh hơn cô rất nhiều, hắn xách nửa người ân phùng lên, chỉ hồng súng vào anh. Vưu Minh hứa ngã sắp trên nền đất ngay trước bọn họ, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều như vỡ nát mà vẫn kiên trì bò dậy, nhưng đã không còn kịp nữa. Cố Thiên Thành được món hời to, vừa nhấc ân phùng vừa lùi về sau, cười ha hả như sắp phát điên. Lùi lại! Lùi lại ngay, hắn hét lên. Vưu Minh hứa nhìn đau đáu người trong tay hắn vô lực như người chết. Anh bị Cố Thiên Thành kéo lê trên đất. Cô chỉ cảm thấy trái tim như bị người ta bóp chặt, đau nhói. Hiện giờ Cố Thiên Thành như chó cùng bức dậu, hắn có thể làm ra bất cứ việc gì. Cô từ từ lùi về sau, Cố Thiên Thành nhìn rõ ánh mắt chan chứa xót xa của cô, lòng hắn càng thêm phẫn hận, không còn khống chế được nữa. Hắn lạnh lùng nói, "Em tưởng rằng loại này là thiên sứ, chứ không phải xuất sinh giống như tôi." Vương Minh Hứa như đã sắp cắn bật máu môi, khàn giọng nói, "Đừng động vào anh ấy." nếu anh muốn dùng con tin để chạy thoát hãy chuyển sang tôi. Anh ấy ngất rồi, mang theo tôi sẽ càng tiện hơn. Cố Thiên Thành thét lên, đã lúc này rồi mà em vẫn chỉ nghĩ đến hắn ta. Vưu Minh hứa, tôi sẽ không giết hắn, bởi sớm muộn cũng có một ngày em sẽ hối hận vì đã yêu hắn. Hiện giờ, quay người lại, chạy đi, chạy thuộc mạng, nếu chạy chậm tôi sẽ đánh gãy một chân của hắn. Chậm hơn sẽ hủy nốt bên còn lại. Chạy ngay. Nói đoạn, hồng súng hắn lập tức nhắm chuẩn vào chân ân phùng mắt vưu minh hứa như sắp phun ra lửa cắn môi quay người chạy hoàn toàn giao lưng cho tên ác ma giết người này gió lạnh vùng vụt quét qua gò má cô đã có thể nhìn được hàng loạt cột sáng đến từ nơi xa cô liều mạng chạy trái tim lạnh như rơi vào hầm băng sông máu huyết toàn thân lại bỗng rác như thiêu như đốt ân phùng đợi em em đặt mạng sống trước hồng súng của hắn ta đổi lấy một tia cứu mạng cho anh Bằng phía sau vang lên tiếng súng. Cơ thể Vưu Minh hứa cứng đờ, một chốc mới nhận ra bản thân không bị thương vì không có cảm giác đau đớn. Tiếng súng đó không phải hướng vào cô. Rất nhiều cảnh sát đã xuất hiện ở nơi không xa, đang nhanh chóng áp sát về phía này. Vương Minh hứa chạy trở lại. Đoạn đường không ngắn, xong mỗi phút mỗi giây đều dài đằng đẵng. Mắt cô đỏ sọng, vì đã chạy ra khỏi rừng cây, đứng từ xa chỉ có thể nhìn thấy thi thể Trần Chiêu từ nằm gục trên đất. Ân Phùng nằm bên cạnh không rõ sống chết. Cố thiên thành không còn tung tích. Vưu Minh hứa chạy đến bên Ân Phùng, phát hiện anh không bị thương, trái tim cô bấy giờ mới hoàn toàn buông lỏng. Ân Phùng! Ân Phùng! Vưu Anh Tuấn, cô gọi liền mấy tiếng, ông anh vào trong ngực. Nhưng anh hôn mê, như vô tri vô giác. Quyển ba, mộng hoàng hương hoàng. Chợ tôi có tội tập 1, hoàng. Đầu đông, tương thành bắt đầu những cơn mưa liên miên bầu trời lúc nào cũng u ám không thấy mặt trời nhưng người tương thành chịu lạnh cực tốt dù nhiệt độ liên tục hạ xuống song rất nhiều người chỉ mặc duy nhất một lớp áo quần quen rồi sẽ không còn thấy lạnh nữa Vương minh hứa cũng là một trong số đó sáng sớm mưa phùn làm ướt mặt đường cô bước xuống xe bus chỉ một chiếc áo vét dáng dài và quần bó đã làm nổi bật lên vóc dáng duyên dáng thon gọn có điều sắc mặt cô lạnh lẽo nặng nề toát ra hơi thở khiến người ta không dám lại gần. Người đi đường chỉ dám đứng nhìn từ xa dáng vẻ hầm hầm đó chứ chẳng dám tiến tới bắt chuyện. Đến cục cảnh sát, cô xử lý qua loa bữa sáng, quét thẻ báo danh, tham gia cuộc họp định kỳ hàng tuần, cùng hứa mộng sơn làm tổng kết cho vụ án đặc biệt quan trọng của Hoài Thành. Không ai nhắc đến tên phán giai, phó cục trưởng chủ quản điều tra hình sự không nỡ lòng nhắc tới, Đinh Hùng Vĩ cũng không chịu nhắc. Chỉ là vị trí phía trên, giữa vương minh hứa và hứa mộng sơn mà hàng ngày phán giai thích ngồi được để trống cùng với cái chết của trần chiêu từ cảnh sát công bố chuỗi án mạng ở hoài thành đã được phá bỏ hoàn toàn dẫn đến phản ứng mãnh liệt trong xã hội dù chính sách nhà nước đã nhiều lần quy định cấm đoán song hành vi vi phạm pháp luật của các công ty cho vay vốn sinh viên vẫn như một tấm lưới khổng lồ xám xịt bao trùm trên bầu trời các trường đại học từ đó kéo theo nhóm tội phạm xâm hại tình dục khiến người nghe rùng mình khiếp sợ mà đứa con của gia đình đồ tể sống trong tầng đáy xã hội, được một kẻ nằm trong nhóm tội phạm xâm hại tình dục, đồng thời cũng từng là sinh viên, là nạn nhân của cho vay vốn sinh viên dẫn dắt, dụ dỗ, cùng bố hắn và Trần Chiêu Từ bắt đầu hành trình giết người liên hoàn. Trần Chiêu Từ với vai trò móc nối giữa hai nhóm tội phạm, lập ý đồ giá họa thoát thân xong bị cảnh sát điều tra rõ ngọn ngành, bắt gọn toàn bộ những kẻ có tội về quy án. Bên cạnh đó, số nạn nhân bị sát hại đã lên đến 5 người, trong đó bao gồm Lưu Y Triệu Phi Nhi cùng ba nạn nhân nữ độc thân khác. Những sinh viên là người bị hại càng là con số khổng lồ, khó mà thống kê. Tan hợp, Đinh Hùng Vĩ gọi Vương Minh hứa đến văn phòng của ông. Thực ra, ngày hôm nay vừa gặp mặt ông đã nhận ra người cấp dưới đắc lực có điểm khác thường. Lúc trước cô hung hăng hùng dũng, tràn đầy sinh khí. Hôm nay dù vẫn bày ra phong phạm khinh khỉnh, song nhìn cô lúc này tựa lưng vào ghế đã mang theo chút khí chất thông dong lười nhát chỉ có nếm trải nhiều mới có được biến hóa như hiện tại. Đinh Hùng Vĩ hiểu rõ bởi ông cũng được tôi luyện như vậy. Mỗi một cảnh sát hình sự, đặc biệt là những cảnh sát hình sự tài cán hơn người trải qua nỗi đau như đánh gãy mọi đốt xương trên người, rồi lắp ghép lại lần nữa, toàn bộ đau thương đều cất giấu vào cốt tủy mới có thể dần tôi luyện ra một thân khí chất nội liễm mà bén nhọn kinh động lòng người. Nhìn cô như vậy ông thực sự đau lòng, phá lệ tự tay pha trà, rót một tách đặt đến trước mặt vương Minh hứa cô không khách sáo cảm ơn sếp nhấp một ngụm xong mới nói cháu thấy cấp trên có ý đè nén chuyện của cố thiên thành xuống đinh hùng vĩ nói gọi cháu đến chính vì việc này chú đã xem báo cáo của cháu rồi chỉ sợ người này liên quan đến rất nhiều kẻ khác cấp trên định âm thầm điều tra vương minh hứa tính cả cháu nữa đinh hùng vĩ gật đầu cháu cứ nghĩ vài ngày cấp trên cũng cần phải nghiên cứu nên bắt tay từ đâu khi cần sẽ gọi cháu Vâng. Đinh Hùng Vĩ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén, trước lúc Cố Thiên Thành chạy trốn đã nói không ít thứ. Cháu cho rằng đó là cố ý hay vô tình. Vưu Minh hứa đáp, dựa theo tính cách của hắn, nói chuyện thường thật giả lẫn lộn, vừa không có ý tốt vừa khó mà khống chế bản thân. Ồ, giọng nói Đinh Hùng Vĩ mang theo ý trêu đùa, vậy theo ý cháu, lời hắn ta câu nào là thật, câu nào là giả. Vưu Minh hứa nhìn thẳng vị cấp trên tinh ranh như sói này, cháu nghĩ rằng án cố thiên thành án hai cậu thiếu niên trao đổi giết người vẫn còn ẩn tình chưa biết chừng là thật hắn và kẻ sau lưng hắn có mưu đồ cũng là thật hát nước bẩn lên ân phùng là giả hắn hận cháu bắt hắn nên cố ý chia rẽ cháu và ân phùng dù là đinh hùng vĩ cũng bị lời tự bên hùng hồn của vương minh hứa làm cho tắc nghẹn bèn thẳng thừng vạch trần cháu làm lành với tên nhóc kia thật rồi đấy à vương minh hứa liếc xéo ông lớn tuổi rồi mà chẳng chịu nghiêm chỉnh gì cả toàn nói những lời không đâu, coi cô như cầm thú vậy. Ân phùng, anh ấy hiện tại ngoài trừ tính cách hơi đơn thuần ngây thơ một chút thì làm gì còn điểm nào giống trẻ con nữa. Nghĩ đến đây, khóe miệng cô lại bất giác cong lên. Đinh Hùng vĩ tinh mắt, thực sự không nhìn nổi người cấp dưới bình thường như ngọn núi băng bỗng nhiên xuất hiện dáng vẻ hoài xuân nửa bèn phất tay, được rồi nói chuyện chính sự. Vưu Minh hứa dững dưng, là chú hỏi trước mà. Không giấu gì chú, Hiện tại cháu và anh ấy hòa hợp vô cùng. Sau này anh ấy là bạn trai cháu, chú và anh em đồng chí gặp nhớ phải nể mặt chút đấy." Đinh Hùng Vĩ chịu trận, nói, "Được." Nói tóm lại, cá nhân chú cũng không tin lợi Cố Thiên Thành, chú tin ân phùng không có vấn đề. Có điều Cố Thiên Thành sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến cậu ta. Ba người gặp gỡ ở Tây Tạng đích thực là quá mức trùng hợp. Chưa biết chừng cậu ta nắm giữ manh mối nào đó, cháu phải tự biết tính toán. Vưu Minh hứa im lặng một chút rồi gật đầu nói tiếp. Ân Phùng từng nói, anh ấy nhớ rằng ngày trước luôn có người nhìn trộm, theo dõi, khiến anh ấy cảm thấy sự uy hiếp mãnh liệt. Không chừng vì nguyên nhân nào đó mà anh ấy đã trở thành mục tiêu của đám tội phạm. Cũng không chừng ngày đó anh ấy bị Cố Thiên Thành đánh lén cũng là có sẵn mưu đồ chứ không phải ngẫu nhiên. Có điều hiện tại anh ấy không nhớ được gì. Không cần chú nhắc cháu cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy. Đinh Hùng Vĩ ngẫm nghĩ nói, bảo vệ tốt cho cậu ta bất kể trước hay sau khi mất trí cậu ta cũng là người đáng để chúng ta bảo vệ vương minh hứa nở nụ cười lão đinh giọng điệu vương minh hứa trở nên nghiêm túc chú cho rằng sau cố thiên thành thực sự là một băng đảng tội phạm ai quy cao sao nếu như có thật vậy thì mục đích tồn tại của băng đảng này là gì vì sao chúng ta trước nay chưa từng phát hiện ra đinh hùng vĩ nhấp một ngụm trà đáp Thực ra cuộc họp hai ngày trước với cấp trên cũng có người hỏi vấn đề này. Cố Thiên Thành có thể thoát khỏi xong chắc chắn là có đồng bọn giúp đỡ. Nhưng thật sự có tổ chức tội phạm không? Chú cho rằng là có. Thời gian cháu dưỡng thương ở Hoài Thành, đám La Bình còn tìm được một vài manh mối. Là gì? Trừ Triệu Phi Nhi, Lưu Y Sa, cha con họ đặng còn bắt đi ba nữ nạn nhân khác, đồng thời không hề bị phát hiện. Khi đó chú đã thấy đáng ngờ, dù điều kiện kinh tế kém nữ nạn nhân độc thân khó khiến người khác chú ý song làm sao có thể liên tục mất tích một cách trùng hợp như thế hơn nữa còn không có ai báo án sau này chúng ta tra ra sau khi ba nạn nhân đó mất tích đều có người âm thầm giải quyết tốt hậu quả ví dụ như gửi tin nhắn báo bình an cho gia đình nói cho bạn bè biết bản thân đi du lịch còn có trường hợp mua vé tàu hỏa ngụy trang hành tung ban đầu phía chúng ta hoài nghi là do trần chiêu từ làm nhưng đặng Diệu khai nhận hắn căn bản không biết những việc này, cũng khẳng định vô cùng chắc chắn rằng Trần Chiêu Từ không làm. Người là do hắn bắt, Trần Chiêu Từ không hề quản đến chuyện này. Buổi trưa, Vương Minh hứa gọi điện cho Trần Phong, được cho hay Ân Phùng vẫn chưa tỉnh, cô đành tiếp tục công việc. chung tan làm vừa vang lên, cô phá lệ lập tức xông ra khỏi phòng làm việc, bắt xe chạy thẳng đến bệnh viện Tương Tuệ. Vừa đi khỏi cục cảnh sát không lâu thì Trần Phong gửi tin nhắn đến, "Thầy Ân tỉnh rồi." vương minh hứa nở nụ cười thúc giục bác tài xế bác tài ơi làm phiền lái nhanh thêm chút nữa bác tài nói được ngay gia đình có người bệnh hả vương minh hứa nhìn ra cửa sổ đáp bạn trai cháu bệnh vặt thôi ạ à. ân phùng vẫn nằm trong phòng bệnh vip khi trước vương minh hứa vừa ra khỏi thang máy liền gặp ngay trần phong ra khỏi phòng bệnh hai người liếc qua nhau cô khẽ gật đầu chào hỏi rồi đi thẳng vào phòng bởi vậy không hề nhận ra thần sắc có chút khác lạ của trần phong thường ngày trần phong ôn tồn nhã nhặn không gấp không vội nhưng hôm nay tâm trạng rõ ràng không được ổn định gặp vương minh hứa mắt cậu ta sáng lên nhưng thấy cô đi thẳng vào phòng bệnh cậu ta muốn nói lại thôi cuối cùng là đứng cạnh cửa gọi y tá ra ngoài sau đó khép cửa phòng lại vừa vào phòng vương minh hứa đã thấy người đó ngồi tựa đầu giường đang chậm rãi ăn bát cháo trời đã tối căn phòng ấm áp ánh đèn dịu nhẹ anh mặc bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ tinh tương đầu tóc dường như cũng đã được chải chuốt trước khi cô tới nên càng thêm trắng trẻo anh tuấn Vương minh hứa chợt nhớ lại khi còn trên núi anh gần như cứng nhắc bật thốt một câu ta hứa sau đó ngất liệm lòng cô lập tức mềm nhũng không cần biết hiện tại anh bệnh tật ra sao tương lai có thể khỏi hay không cô đều sẽ gánh vác cùng anh cô nhìn ngón tay trắng trẻo thon dài với những khớp xương rõ nét đang cầm chiếc bát sứ của anh hiện tại dù chỉ nhìn bàn tay người này thôi lòng cô cũng trào lên niềm yêu thích và tiếc thương mãnh liệt người của cô mà chàng trai nhỏ cũng được mà người đàn ông trưởng thành cũng thế chung quy đều là của cô cả ân phùng cũng ngẩng đầu nhìn cô song không hề có sự thay đổi trong đôi mắt trong trẻo đó của anh nhưng vương minh hứa đang lúc vui mừng nên không quá để ý cô đi thẳng đến Ông anh vào lòng, cười nói, anh làm em sợ muốn chết. Thế nào rồi? Đầu còn đau không? Có nơi nào không thoải mái không? Anh lặng thinh, chỉ khẽ đặt chiếc bát xuống đầu giường tạo thành tiếng vang lạch cạch. Mà tay anh cũng không lập tức ông lấy eo cô như thường ngày. vương Minh hướng ngẩn người, nỗi nghi hoặc như chồi non nhanh chóng mọc lên từ đáy lòng. Cô buông anh ra, ngồi xuống cạnh giường nhìn anh ở khoảng cách gần kề. Ban nãy hớt hải vào phòng nên không chú ý, Quần áo bệnh nhân của anh không giống bình thường mà mỗi một khuy áo đều được cài ngay ngắn thẳng hàng. Cúc trên cùng và cúc thứ hai được mở ra, lộ ra thớ cơ trắng chắc. Sau khi được cô ôm, anh gần như bất động, một cánh tay gác trên tủ đầu giường, một tay khác đặt trên chăn, ngón giữa thông dong gõ nhẹ theo nhịp. Mặt anh không hớn hở hướng về phía cô như thường lệ mà đầu mày hơi nhíu, bởi vậy đường nét gương mặt càng thêm căng cứng. Mắt anh sâu thẳm như miệng giếng ánh bóng đêm, ánh mắt lạnh lùng, tĩnh lặng, xa cách ấy tuyệt đối không phải ảo giác của Vương Minh Hứa. Chỉ trong một ánh nhìn của anh, Vương Minh Hứa bỗng cảm thấy cả thế giới đều chìm trong yên lặng. Người đàn ông trước mắt quen thuộc đến thế, mỗi tất đường nét, thậm chí là mỗi tất da thịt cô đều đã từng có được. Nhưng lúc này, anh rõ ràng là một con người khác. Anh thậm chí không cần mở miệng nói chuyện, mỗi một ngón tay, mỗi một cử động nhỏ đều mang theo phong phạm thuộc về ân phùng 30 tuổi. Khác hoàn toàn với người cuốn lấy cô, dỗ dành cô, sùng bài cô, ái mộ cô kia. Vương Minh hứa chỉ cảm thấy trái tim dần chìm xuống từng chút một. Cô bất chợt nghe được người kia thầm thì bên tai, à hứa, anh chỉ yêu em, sùng bái em, anh nguyện chết vì em, chỉ cần em cũng yêu anh. Nhưng hiện tại, cùng là một người, lại đang dùng ánh mắt lạnh như nước nhìn thẳng vào cô. Cảm giác hoang mang tột cùng lan dần trong tim cô. Mũi Vương Minh hứa có chút chua xót song cô vẫn không từ bỏ, nhìn thẳng vào mắt anh, gọi một tiếng, vưu anh Tuấn. Sau đó, cô thấy người đàn ông trước mặt rất chậm, rất chậm lộ ra một ý cười. Nhưng đôi mắt ấy vẫn chẳng hề mang một chút dịu dàng. Sao? Tôi còn có tên khác cơ à, vẫn là giọng nói ấy, song ngữ điệu từ tốn vô cùng, không còn cảm giác của một chàng thiếu niên nữa. Anh nói, ai dám đổi tên cho tôi? Nghe ngu như chó vậy sau này đừng có nhắc đến cái tên đó nữa. Vưu Minh hứa chưa từng có cảm giác như vậy. Cô nhìn người này mà lòng quặn thắt từng cơn. Cô cứ như vậy mất đi Vưu Anh Tuấn. Cứ vậy mà mất đi anh rồi sao? Không phải cô chưa từng nghĩ tới có một ngày anh sẽ hồi phục. Nhưng nhiều nhất cũng mới chỉ nghĩ rằng tính tình anh sẽ thay đổi. Vậy thì việc hai người có thể tiếp tục hay không còn phải xem vận mệnh. Cô không hề ngờ được, nghe ngữ khí ban nảy của anh, dường như anh đã quên sạch những ngày tháng qua chỉ một cái quay người anh đã dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô cô nghe thấy bản thân tất tiếng hỏi chuyện của chúng ta anh còn nhớ được gì nhớ được bao nhiêu thần sắc của người đó cuối cùng cũng có chút thay đổi anh không trả lời ngay lập tức ngón tay giữa ngừng gõ theo nhịp nói tôi vừa tỉnh lại chưa đến nửa giờ đồng hồ đại não cũng đang trong quá trình hồi phục tôi vẫn chưa làm rõ được những chuyện xảy ra thời gian này cô về trước đi đợi khi tôi sắp xếp lại toàn bộ đầu mối nếu cần thiết anh cười tôi sẽ tìm cô vương minh hứa im lặng một hồi khuôn mặt đã không còn bất cứ biểu cảm nào cô đứng dậy đi về phía cửa ân phùng ngẩng đầu liếc nhìn bóng lưng cô một chút vừa chuẩn bị nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng động mở mắt liền thấy cô đóng cửa còn cô không những không đi mà còn khóa trái cửa ân phùng sầm mặt vương minh hứa đi thẳng về phía anh không ngồi nữa mà một tay chống lên bức tường cạnh anh cuối người nói em không quen đợi người hiện giờ nói rõ ràng cái đầu hỏng mất mấy đợt của anh rốt cuộc còn nhớ được bao nhiêu chuyện trong một năm qua cũng đừng mơ gọi người hay gì có tin em ở trong này sẽ chẳng ai dám bước vào cũng không ai có thể bước vào không với ân phùng của hiện tại mà nói trước nay chưa hề có người phụ nữ nào dám nói chuyện với anh như vậy anh cũng cũng từng gặp người phụ nữ nào cường thế hung hăng như cô thành ra anh có chút ngẩn người hoảng hốt. Người phụ nữ này rất đẹp, nhưng gần như không trang điểm, cũng không phải nét đẹp tinh xảo, mà đẹp theo kiểu hoang dã, tràn đầy sức sống. Điều khiến ân phùng không thể phớt lờ chính là, kể từ giây phút cô bước vào phòng, cái đầu nặng trình trịch của anh liền trào lên cảm giác vô cùng quen thuộc, thậm chí còn cảm thấy thân thuộc và an tâm. Đây là cảm giác anh chưa từng có suốt 30 năm cuộc đời. Thế nên, dưới sự cái nhìn bức ép của người phụ nữ, anh không lùi bước, trái lại còn ngẩng đầu, khuôn mặt chỉ cách mặt cô vài centimet, cảm nhận hơi thở quen thuộc thân thiết của đối phương phả trên mặt mình, anh thậm chí còn nhận thấy trái tim có chút rung động khó hiểu. Anh giúp cô vén một lọn tóc trụ xuống qua sau vai, nói, vốn định sắp xếp ổn thỏa cho cô sau khi sự việc kết thúc nhưng hình như cô rất nóng vội. Thực ra cũng chẳng có gì không thể nói. Tôi đã xem qua báo cáo của bác sĩ. Máu tụ trong não phần lớn đã tan xong vẫn chưa tính là hoàn toàn hồi phục bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị xuất huyết não, song cũng có thể sẽ hồi phục tốt hơn. hiện tại, việc cuối cùng não bộ tôi ghi nhớ được chính là tôi tham gia lễ khai máy của bộ phim điện ảnh kẻ cắp trái tim vào một năm trước. trái tim vương minh hứa như nổ bùng một tiếng, từ từ đứng thẳng người dậy, kéo giãn khoảng cách giữa anh và cô. còn người đàn ông thu mọi biểu cảm và phản ứng của cô vào mắt, cười đầy hàm ý với dáng vẻ bàn quan lạnh lùng. nỗi nóc xa lan dần trong lòng ngực vương minh hứa. Cô chỉ cảm thấy châm chọc, mọi điều đều quá mức châm chọc. Cô chậm rãi thở dài một hơi, không nhìn anh mà tự dễu nói, chết tiệt, anh được ông trời phái xuống để đòi nợ tôi đấy à. Ân phùng im lặng. Người phụ nữ dù thất vọng song tư thái vẫn cuộc cường. Trái tim lạnh lùng, khô cạn của anh từ sau khi tỉnh dậy chợt nảy sinh mấy phần tiếc thương. Anh định thần, nói, đủ rồi. Cô về trước đi, tôi làm rõ mọi chuyện sẽ đến tìm cô vương minh hứa ngẩng đầu nhìn anh ánh mắt người phụ nữ sâu xa tự như sen cùng làng sương lạnh lại như ẩn chứa tình ý cuồng trào ánh mắt ân phùng sâu thẳm tĩnh mịch vương minh hứa cười trào phúng thành tiếng đứng dậy đi về phía cửa ân phùng nhấc tay đè trán không rõ vì sao lòng anh bắt đầu trào dâng cảm giác nôn nóng lẽ nào khoảng thời gian mất trí đến tâm trạng anh cũng trở nên phong phú hơn ngày trước rồi sao chính vào lúc này Vương Minh hứa đã đi đến cửa chợt dừng bước. Cô quay người lạnh lùng nhìn thẳng vào anh, lại một lần nữa đi về phía anh. Ân Phùng ngồi im bất động. Vương Minh hứa đè chặt một bên vai anh, áp môi xuống. Dù là Ân Phùng cũng mất một khắc ngỡ ngàng. Trước khi Ân Phùng kịp có bất cứ suy nghĩ nào, cảm giác thanh ngọt, kích thích đó đã bùng nổ. Không cách nào có thể khống chế cảm giác đó, cũng chưa từng có người phụ nữ nào mang đến cho anh cảm giác như vậy. Không chỉ có đầu lưỡi, hô hấp còn cả trái tim trong lòng ngực này toàn bộ cơ thể anh cả linh hồn anh dường như đều bị nụ hôn này đốt cháy đó là cảm giác thỏa mãn sảng khoái cực độ khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung đầu lưỡi vương minh hứa không ngừng khiêu khích anh dường như cũng phát giác ra sự rung động của anh bàn tay đặt trên vai anh nhẹ nhàng ma sát một tay khác trêu ghẹo mặt anh khiến anh ngứa ngáy ân phùng bị cô hôn đến mức cả người căng cứng cổ họng bắt đầu khô rác sau đó anh nghe thấy người phụ nữ cười khẽ một tiếng trào phúng không lạnh không nhạt ân phùng nặng nề ngậm đầu lưỡi cô khiến cô bật ra thành tiếng ngay sau đó liền cảm nhận được cô hơi lùi lại bàn tay cũng đẩy vai anh ra định kết thúc nụ hôn này ân phùng ôm chặt eo cô lật người đè cô xuống giường vương minh hướng ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa lồng ngực cô phập phồng lên xuống khuôn mặt cũng đã ửng hồng Nằm ngón tay ân phùng nắm chặt chậm rãi ve vuốt eo lưng mềm mại của cô. Thân hình một mét tám mấy của anh hoàn toàn che phủ cơ thể cô. Anh khẽ giọng hỏi, cô muốn tôi đến vậy cơ à? Sự hồi đáp của người phụ nữ là dùng hai ngón tay nắm lấy cầm anh. Bớt nói nhảm đi. Hiện tại có chút cảm giác quen thuộc nào không? Ngày trước tôi chính là hôn anh như vậy đấy. Trong con mắt người ngoài, cuộc đời trước đây của ân phùng chính là thuận buồm xuôi gió, khiến người ta ngưỡng mộ anh sinh ra trong một gia đình giàu có bố mẹ là thương nhân từ thuở nhỏ đã được theo học trong trường quý tộc tư lập anh học giỏi bất luận giai đoạn nào cũng là người tài ba là nhân vật phong vân trong đám bạn bè cùng trang lứa không tốn bao nhiêu công sức đã có thể thi đố đại học bắc kinh trở thành nhân tài mới trong giới tâm lý học không chỉ vậy anh còn có một vẻ bề ngoài anh tuấn thiện lương chính trực có tài lãnh đạo lại thấu tình đạt lý anh dùng thu nhập của bản thân giúp đỡ biết bao trẻ em nghèo đói anh đặc biệt quan tâm đến cảm nhận của độc giả từng không quản thời tiết khắc nghiệt đi tham gia buổi ký tặng rồi cảm lạnh cũng từng vì một độc giả tàn tật mà chạy đến một nơi rất xa chỉ để đàn piano cho một mình cô ấy nghe công ty của anh làm ăn phát đạt lợi nhuận nhiều vô kể điều này không thể không liên quan tới sự quyết đoán tầm nhìn và tài năng lãnh đạo của anh nói tóm lại với những người không quen thân ân phùng mà nói anh gần như là một người đàn ông hoàng mỹ chỉ có những người bên cạnh anh ví như hai người từng là bố mẹ anh ví như trần phong hay như tô tử ý mới biết anh không hề giống những gì người ngoài hay biết tính tình anh cổ quái yêu ghét thất thường không biết câu nói nào sẽ chọc giận anh cũng không biết phải nói những gì để anh vui lòng anh không thích ăn hành ghét sữa chua ghét thứ tư thích thứ bảy ghét màu trắng thích màu đen nếu là việc anh đã quyết dù có bị chứng minh là sai Người khác không phát hiện ra còn đỡ Nếu nhỡ phát hiện ra rồi Anh sẽ nhất quyết kiên trì tới cùng Nhưng một khi anh làm việc sẽ vô cùng chăm chú Anh có thể nhốt mình trong ngôi biệt thự xa xôi Chỉ cho người cung cấp thức ăn và nước uống là có thể nhốt mình suốt nửa năm để viết một cuốn sách Có thể suốt 24 giờ không ăn không uống Không ngủ không nghỉ Điên cuồng đọc cuốn sách mà anh cho là thú vị Từng có một người bạn gái chạy đến làm nũng khi anh đang đọc tác phẩm mới của một chuyên gia tâm lý học người Mỹ, anh lập tức cười lạnh Không, là mặt cười bùng không cười Cũng không nổi giận mà dỗ dành cô gái đó lên giường cởi sạch quần áo Cô ta tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng nắm được anh trong lòng bàn tay Vậy mà anh lại để mặc cô ta như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ Cuối cùng cô ta mặc lại quần áo mới biết anh đã ngồi máy bay đi nơi khác bế quan mất rồi Nói đến quan hệ nam nữ, bạn gái chính thức của anh mới có hai người Những người khác đều chỉ là tin đồn, hoặc thỉnh thoảng anh nổi hứng trêu chọc và dễu cợt bọn họ. Nhưng dù sao anh là người có văn hóa, một vài lúc có lẽ chiêu chế nhạo của anh quá mức cao thâm, khiến đám phụ nữ một lòng muốn dụ dỗ anh nghe không hiểu. Ví như từng có một cô gái nào đó mặc chiếc váy dài màu hồng phấn cố ý ngã vào ngực anh, dây áo vừa hay tụt xuống, lộ ra phân nửa bộ ngực nõn nà chỉ vì người ngoài đồn đại ân phùng thích những cô nàng ngực to. Anh đỡ người ta dậy, khẽ cười nói, Cô làm tôi nghĩ đến một đóa mã đâu liên màu phấn hồng, cô gái trong lòng rung động không thôi, dù ân phùng khi đó không có thêm bất cứ hành động nào khác song ánh mắt ngậm cười của anh khiến cô ta tin chắc anh có ý với cô ta. Thậm chí sau khi quay người rời đi còn khoe khoang đắc ý, lại thêm một đóa hoa đào vào thanh gian của anh. Vài ngày sau, cô ta lên mạng tra mới phát hiện, loài hoa mã đâu liên này giống hệt như gan heo. Là một người đàn ông trưởng thành, ưu tú và giàu có, ân phùng có nhu cầu sinh lý cần phải giải quyết cũng yêu thích bên cạnh có một người phụ nữ biết nóng biết lạnh quan tâm bầu bạn cùng mình cũng vì anh theo công việc tự do công ty càng là đế quốc của riêng anh cho nên anh sớm đã quen với việc thống trị mọi thứ trong cuộc sống đối xử với phụ nữ càng là như vậy nếu là để bản thân vui vẻ thì tất nhiên phải chọn một người hợp tâm hợp ý anh yêu thích những cô gái có dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo nhu thuận thậm chí là có chút yếu đuối Tham lam tiền tài của anh cũng không sao Ái mộ thân hình về ngoài của anh càng không thành vấn đề Phụ nữ chẳng phải vốn nên phụ thuộc vào năng lực và vóc dáng của người đàn ông hay sao Hơn nữa, anh vốn chẳng có ý định lâu dài bên ai Chỉ là tìm thú vui và thỏa mãn mà thôi Về vấn đề đời này có thể bên ai mãi mãi Anh chưa từng nghĩ đến Chuyện đó tự như một hang động mơ hồ như có như không, vừa nghĩ là sẽ khiến anh mất đi cảm giác khống chế cục diện bởi vậy anh kiềm chế chính mình không ôm hy vọng và bất cứ giả thiết nào với chuyện này mà biến cố to lớn lần này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ân phùng vừa tỉnh lại anh chỉ kịp tìm hiểu qua loa cùng trần phong biết bản thân bị thương mất thần trí vào một năm trước nhưng dò lại ký ức anh không có ấn tượng nào về khoảng thời gian một năm vừa rồi lời anh nói với vương minh hứa là thật không biết vì sao khi người phụ nữ này vừa xuất hiện anh đã lập tức trả lời thật lòng trong vô thức ấn tượng rõ nét cuối cùng trong đầu anh quả thực là việc của một năm rưỡi trước sau khi tham gia lễ khai máy anh ngồi xe về nhà vì quá mệt mỏi nên nhắm mắt ngủ trong xe sau khi tỉnh lại anh đã ở hiện tại chính là trong phòng bệnh này đây là một người theo nghiệp tâm lý học anh hiểu rõ đại não là bộ phận phức tạp tinh vi và chứa đựng nhiều ẩn số nhất chỉ e bất cứ một chuyên gia khoa não nào cũng không thể giải thích được vì sao anh lại mất đúng đoạn ký ức trong khoảng thời gian này nếu nhất định phải nói thì anh có thể phán đoán cả phương diện sinh lý và tâm lý đều có khả năng là nguyên nhân trên phương diện sinh lý ngoại thương phần đầu có lẽ vừa đúng tổn thương đến khu vực chủ quản ký ức trong não anh trên phương diện tâm lý có lẽ trong một năm rưỡi này đã từng xảy ra một chuyện khiến anh hoàn toàn không bằng lòng cũng không có cách nào đối mặt vậy nên sau khi anh tỉnh lại tiềm thức phát huy tác dụng giấu đi phần ký ức đó chỉ để anh quay về là bản thân của trước khi chuyện kia xảy đến Ha ha, ngụy trang thành một bản thân chưa từng bị thương sao? Nghĩ đến điểm này, ân phùng chỉ cảm thấy nực cười, nực cười với chính bản thân anh. Có điều, 30 năm nay, anh đều thích gì làm nấy, nếu tìm thức không muốn thức tỉnh vậy thì anh cũng chẳng cưỡng cầu. Bao gồm cả những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian anh mất đi thần trí, nghe lời khái quát đơn giản của Trần Phong, biến thành kẻ ngốc cũng được, quẩn quanh bên một người phụ nữ cũng được, tất cả đều đã chỉ là quá khứ thì cứ để nó qua đi. Anh tỉnh lại rồi, tất nhiên phải sống theo bản tính vốn có. Anh mới là ân phùng. Bởi vậy, sau giây phút vui sướng cực hạn ngắn ngủi, vào giây phút suýt chút ý loạn tình mê bị cơ thể và tâm trạng chi phối, câu nói lạnh như băng sông rõ ràng cũng đang khắc chế tâm trạng chính bản thân của cô vang lên, ân phùng lập tức thanh tĩnh. Anh nhìn người phụ nữ bị đè dưới thân, cơ thể cô căng cứng, động tình, song đôi mắt lại ẩn giấu nét bi thương, nhận ra người cô hôn không phải là anh của hiện tại mà là anh lúc 10 tuổi của một năm trước, khiến ân phùng cảm thấy vô cùng quái dị. Vừa có cảm giác không vui vì bản thân của hiện tại lại bị người phụ nữ này coi khinh, vừa có cảm giác khó chịu như từng bị người khác nhìn vào bí mật. Quan trọng hơn là, lý trí nhanh chóng quay trở lại. Mọi tình huống đều không rõ ràng. Hiện tại anh chọc vào người phụ nữ nhìn có vẻ tình sâu nghĩa nặng lại ngang ngược cứng trắng này hiển nhiên là một lựa chọn không sáng suốt anh đã không còn nhớ quá khứ giữa hai người, lẽ nào phải bị người phụ nữ này dắt mũi. Thế nên anh cười cười, lật người xuống khỏi người cô. Nhưng giường là của anh, tất nhiên anh sẽ không nhường mà nằm chền ền trên đó, kéo tấm chăn bông đắp lên eo, không để cô nhìn thấy điều khác thường của cơ thể rồi mới nói, không có. Vương Minh hứa ngồi bật dậy, nhảy xuống giường. Cô trước nay chưa từng gặp trường hợp nào như người đàn ông này, sau khi ông hôn liền lập tức vứt cô sang một bên, sau đó nói với cô rằng anh chẳng hề có cảm giác nào. Mà người này còn từng là người đàn ông đến hít ngửi một lọn tóc cô cũng cảm thấy thơm. Cảm giác cho sót lan dần trong nội tâm, mặt càng nóng như lửa đốt. Nhưng cô không cam tâm, sao có thể cam tâm cứ như vậy từ bỏ vưu anh Tuấn được chứ? Cô ngoảnh phát đầu nhìn anh, nói, anh thành thật ở đây cho tôi. Không cần biết anh nhớ hay không. Ân phùng, anh còn đang nợ tôi. Tôi không phải người anh gọi là đến phất tay là đi. Cô nhìn vào mắt anh, chỉ muốn nhìn thấy dù chỉ là một chút dấu vết của Vưu Anh Tuấn. Nhưng ánh mắt ân phùng lạnh nhạt, thậm chí mang vài nét thông dong hờ hững, khóe môi anh nhếch lên, ngoảnh đầu sang hướng khác. Thấy Vương Minh hứa đi xa, Trần Phong mới bình tĩnh vào phòng. Cậu ta biết ân phùng sẽ hỏi rất nhiều chuyện. Thực chất Trần Phong cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý cho lần hồi phục này của ân phùng vì cục máu đông trong đầu anh luôn có dấu hiệu tan biến, hơn nữa khi trước cũng hôn mê mấy lần nhớ lại được không ít đoạn hồi ức có điều trần phong luôn cho rằng bản thân mong chờ ân phùng hồi phục bởi trong lòng trần phong ân phùng của quá khứ là sự tồn tại tựa như một vị thần vưu anh tuấn ban đầu chẳng khác nào một trò hề nhưng bất tri bất giác một năm đã trôi qua trần phong cũng bị sự vô tư và đơn thuần của vưu anh tuấn trọc cười không biết bao nhiêu lần chứng kiến anh một lòng say mê vưu minh hứa cũng từng vì anh mà chảy mồ hôi không biết bao nhiêu đợt, âm thầm giúp anh vạch mưu tính kế. Trần Phong thậm chí đã quen với việc một tuần bảy ngày ân phùng sẽ mặc thành bảy sắc cầu vòng lượng đi lượng lại, thậm chí cũng đã thấy rất thuận mắt. Còn hiện giờ, ân phùng quay về rồi. Hòn đá đè nặng trong tim Trần Phong cuối cùng cũng được hạ xuống, nhưng cảm giác thực ra khá phức tạp. Đặc biệt là ban nãy, Vương Minh hứa và ân phùng gần như chẳng lấy gì làm vui vẻ, lòng cậu ta càng thêm khó chịu. Tính tình Vưu Minh hứa cao ngạo biết nhường nào, khi trước Vưu Anh Tuấn phải dỗ dành, theo đuổi, tìm mọi cách ỷ lại, ăn nói khép nét, ái mộ trong hèn mọn mới đối lại được tấm lòng của cô Hoa khôi cảnh sát này. Nhưng ân phùng vốn dĩ là ai, anh ngày trước còn ngạo mạn và cường thế hơn bất cứ ai, thậm chí còn có chút tà ác, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Hiện tại hai người bọn họ bên nhau, ân phùng lại chẳng nhớ chút chuyện nào cả. Còn có thể hòa hợp như lúc ban đầu nữa hay sao? Từ trước đến nay, Trần Phong luôn xem Vưu Minh Hứa là một nhu cầu của Vưu Anh Tuấn, cũng giống như khát vọng có được món đồ chơi hay bộ quần áo đẹp vậy. Thỏa mãn là được. Nhưng một năm trôi đi, hai người đó dựa dẫm vào nhau, đồng cam cộng khổ, tình ý cũng ngày càng sâu đậm. Cuối cùng thậm chí còn đến bước sống chết có nhau. Cậu ta còn nhớ, ngày Vưu Minh Hứa đồng ý với Vưu Anh Tuấn, Vưu Anh Tuấn ngày cười, đêm cũng cười, không khác nào một tên ngốc chính hiệu. Nhưng nếu hai người trở mặt, kết thúc, chia tay như vậy, thì không thể không nói, đây quả thực là trò đùa của ông trời. Trần Phong chỉ có thể thầm thủ với bản thân, vừa anh Tuấn của quá khứ thực ra rõ ràng là ân phùng thời còn thơ. Nếu đã là những giai đoạn khác nhau của cùng một người thì bản tính cũng chỉ là một mà thôi. Chuyện này không chừng vẫn còn có thể cứu vãn. Vừa vào phòng, cậu ta liền thấy ân phùng ngồi tựa đầu giường, một tay gác trên đầu gối, đầu hơi cúi, đôi mắt sâu xa thâm thúy. Đầu Trần Phong vụt qua cảnh tượng mấy ngày trước anh vẫn còn nằm ngủ hình chữ đại hoặc gian tay gian chân như chú ếch, Xong gương mặt không để lộ bất cứ điều gì, cười nói, hiện tại cảm giác sao rồi. Ân phùng quan sát cậu ta, im lặng không lên tiếng. Tâm tư linh hoạt của Trần Phong dần thu lại, sắc mặt cũng trầm hẳn. Cậu ta không biết ánh mắt này của ân phùng có phải mang theo mấy phần không tin tưởng hay không, hay là anh không vừa lòng việc cậu ta để vưu minh hứa đi mặt cậu ta bắt đầu hơi cứng nhắc. Lúc này mới nghe thấy ân phùng nói, khoảng thời gian tôi xảy ra chuyện, vất vả cho cậu rồi. Bên cạnh tôi cũng chỉ có cậu là có thể tin tưởng 100%. Cõi lòng Trần Phong trào dân nhiệt huyết, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là thầy ân này tốt hơn. Anh luôn biết cậu muốn gì, cũng biết người khác muốn gì mà không để lộ dấu vết. Anh kiên định, rõ ràng, nắm toàn cục diện, cho dù chỉ thông qua một cuộc trò chuyện đơn giản đi chăng nữa em không vất vả là việc trong trách nhiệm của em giọng nói trần phong hơi run rẩy cảm giác quen thuộc được người thưởng thức được người sai khiến mà vẫn cam tâm tình nguyện đó lại quay trở về rồi ân phùng cười cười nói tôi biết chăm sóc tôi của năm một không tuổi là thế nào thực ra thời kỳ thanh thiếu niên tôi khiến bố mẹ và thầy cô rất đau đầu chỉ có điều hiện tại không ai biết mà thôi trần phong nói thực ra vẫn tốt một năm này dù thầy mất đi ký ức và e quy nhưng vẫn khá dễ nói chuyện Hơn nửa phần lớn thời gian đều là vương minh hứa chăm sóc Lời nói vừa dứt Trần Phong đã thấy ân phùng nhìn mình bằng ánh mắt sâu xa khó lường Trần Phong biết điều, lập tức im bặt Nói nghe xem, kể từ sau khi tôi tham gia xong buổi bọp báo, ân phùng nói Theo như toàn bộ lời Trần Phong, mấy tháng trước khi ân phùng đi Tây Tạng không có bất cứ điều gì bất thường nếu buộc phải nói thì chính là thời gian đó ân phùng đột nhiên có suy nghĩ mới lạ chạy đến một ngọn núi nào đó ở quý châu thuê một căn nhà bế quan viết sách đồng thời không cho phép trần phong đi cùng chỉ để trần phong ở lại bắc kinh chăm sóc việc ăn ở của anh từ xa nhưng vì việc tương tự cũng đã từng xảy ra hai ba lần nên mới nói là bình thường cũng có nghĩa là ân phùng cân nhắc nói trước khi tôi xảy ra chuyện có khoảng bốn tháng không liên lạc với bên ngoài bao gồm cả cậu Trần Phong đáp, cũng không hẳn. Chúng ta thường liên lạc qua điện thoại, hơn nữa căn nhà thầy ở bọn em đều lắp đặt camera giám sát, tiện cho em và những người khác cùng chăm sóc và nhận những yêu cầu từ thầy. Ân Phùng gật đầu đầy suy tư, hỏi tiếp, việc tôi đi Tây Tạng rồi xảy ra chuyện là thế nào? Trần Phong đáp, thầy bay thẳng từ Quý Châu đến Tây Tạng. Em nhớ ngày đó là mùng ngày 8 tháng 6 năm ngoái. Thầy không cho bọn em đi cùng em đặt vé máy bay và thuê xe giúp thầy sau đó thì mất liên lạc cho đến khi cho đến khi gặp gỡ vương minh hứa và cố thiên thành lần này trần phong ý thức được nên đã nuốt những lời còn lại vào bụng toàn bộ tư liệu về án cố thiên thành không cần biết là sơ lược hay chi tiết không cần biết là dùng cách gì chỉ cần cậu có thể thu thập đều chuyển hết về cho tôi ân phùng nói vâng ân phùng lại lặng thinh mấy giây bởi vì anh ngửi thấy giường nhiễm chút mùi thuốc lá còn anh thì không hút thuốc. Vậy thì chính là mùi vị của người phụ nữ ban nãy rồi. Bình thường ân phụng ghét nhất phụ nữ hút thuốc, những người đàn bà hút thuốc anh không thèm để vào trong mắt. Anh nhìn chầm chầm ga giường và tắm chăn nhăn nhúm những mấy giây liền. Hình ảnh xuất hiện đầu tiên trong não bộ lại là bóng lưng người phụ nữ đó nhảy xuống giường, sau khi ném lại một câu, đầu cũng không ngoảnh lại, đi thẳng ra khỏi phòng. Đè nén tâm tư phiền muộn từ đâu ập đến trong lòng, anh nói, nói nghe những việc sau khi tôi mất thần trí xem trần phong do dự một hồi nhìn dáng vẻ thành thục quả quyết hiện tại của ân phùng mà không biết nên bắt đầu từ đâu cuối cùng tầm mắt cậu ta dừng trên chân giường ngày hôm qua cậu đã xách đến một túi quần áo đủ loại màu sắc chi bằng bắt đầu từ đây vậy vưu minh hứa rời khỏi bệnh viện cũng là lúc trời bắt đầu mưa lác đác cô đi thẳng về phía trước một quãng rất dài mới phát giác cả người ướt nhẹp còn cô thì đang đi ngược lại hướng về nhà lòng cô phiền muộn như mọc đầy cỏ dại đành bắt xe về đến dưới nhà nghĩ đến vừa tan làm liền chạy đến bệnh viện cơm còn chưa ăn hiện tại trời đã tối cô làm việc cả một ngày bụng đã đói cồn cào bèn tìm một quán cơm nhỏ gọi một đĩa cơm rang chỉ là nữ cảnh sát thường ngày có thể ăn như hổ đói hiện giờ đối diện với đĩa cơm nóng hôi hổi lại như đang nhai sát chỉ ăn được nửa non đã không ăn tiếp được nữa vậy nên cô đứng dậy thanh toán rồi về nhà cô đi tắm gột sạch một thân mệt nhọc, thay bộ đồ ngủ rồi làm ổ trên sofa, bắt đầu xem phim dài tập. Nhưng vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy chiếc giường tầng hình lâu đài vương tử màu xanh vẫn đang nằm chình tình trong căn phòng kia, còn có cả tủ quần áo đầy ắp, bóng đá, cùng mấy đôi giày trắng. Tất nhiên, còn có cả mấy bộ jacket kết nam, tây trang và sơ mi mà sau này cô bắt anh mặc mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Vưu Minh hứa nhìn một hồi lâu mới chuyển tầm mắt về lại tivi. Một lúc lâu sau, cô cúi đầu vùi mặt vào cánh tay cô thầm nghĩ xong đời rồi anh cuối cùng cũng rời cô mà đi rồi ngày hôm sau vương minh hứa vừa đến cục cảnh sát liền lấy hồ sơ án cố thiên thành án hai thanh thiếu niên trao đổi giết người xem xét kỹ lưỡng thậm chí một vài khẩu cung tiểu tiết những người có liên quan mà khi trước cho rằng không quan trọng cô cũng đều tìm lại toàn bộ đọc liền một mạch đến giữa trưa hứa mộng sơn cô đơn chiếc bóng vừa chuẩn bị ra khỏi văn phòng thì bị vương minh hứa gọi lại mộng sơn đợi chút đã cô đứng dậy đuổi theo anh ấy cùng đi đến nhà ăn hứa mộng sơn đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ cũ khi không cười thì thanh tú nho nhã cười lên thì chỉ là một con hồ ly tinh ranh thấy thần sắc cô vẫn như ngày thường anh ấy khoác tay lên vai cô nàng cộng sự hỏi cừu non nhà cậu đâu nghe nói hôm qua có người ra mặt với đội trưởng đinh bạn trai rồi cơ đấy ngày sau cả cục đều phải nể mặt nữa mà sao trưa nay lại không thấy anh ta tung tăng chạy qua đây ăn cơm cùng cậu thế a à, hứa vương minh hứa nghĩ bụng hết chuyện để nói rồi hay sao bèn gạt tay anh ấy ra nói cút hứa mộng sơn không phải cãi nhau rồi đó chứ vương minh hứa vốn không định kể cho người khác song lòng cô bí bức hoang mang vô cùng hứa mộng sơn thường ngày mồm năm miệng mười nhưng trên thực tế là một người bạn thực sự vậy nên cô cười cười nói anh ấy hồi phục ký ức và tâm tính rồi hứa mộng sơn ngớ người không trêu chọc cô nữa hai người đi đến cửa nhà ăn sắc mặt anh ấy cũng có chút nặng nề ân phùng ngày trước là người thế nào còn là anh ấy đi tra tư liệu đưa cho vương minh hứa nữa đó vậy là ý gì anh ta định mặc kệ đấy à hứa mộng sơn nói anh ta thực sự có thể làm ra loại chuyện không phải người này không thèm cậu nữa hả vương minh hứa bùng lửa giận nói ai không thèm ai cậu hiểu rõ cho mình nhờ chẳng phải cậu cũng biết ngày trước anh ta là một tên khốn nạn đó sao nếu anh ta thực sự chết không hối cải thì cùng lắm là chia tay mình cũng đều phải thiếu anh ta là sẽ chết hứa mộng sơn quan sát sắc mặt cô vậy chuyện đó là sao vương minh hứa cuối cùng cũng bộc lộ vài nét suy sụp mẹ kiếp não anh ta có lỗ thật rồi hồi phục tâm tính thì lại quên mất những việc xảy ra trong khoảng thời gian này đến mình anh ta cũng quên rồi hứa mộng sơn ô hát xiết vương minh hứa cười khổ đi đến ô cửa bán lẩu mua trọn vẹn một cân thịt hứa mộng sơn vừa ân cần giúp cô bê thịt vừa nói mình nói này đâu ra chuyện kỳ diệu đến thế chắc anh ta giả bộ đấy vương minh hứa ngẩng người nói chắc chắn không thể nào hứa mộng sơn im lặng liếc nhìn cô vương minh hứa bê cơm ngồi xuống bàn ăn lạnh nhạt nói nếu anh ấy nhớ tuyệt đối sẽ không nhìn tớ bằng ánh mắt như hiện tại anh ấy sẽ không làm thế hứa mộng sơn thở dài lão đại à vậy cậu tính sao vương minh hứa không đáp trong đời vương minh hứa ghét nhất chính là phụ nữ đau khổ vì tình trần phong nói cô tâm cao khí ngạo quả thực không sai cô có vẻ ngoài xinh đẹp thân thủ tốt nhân duyên cũng tốt đánh lộn hay điều tra án đều áp đảo phần lớn nam cảnh sát hình sự trong chi cục việc đàn ông làm được cô cũng có thể hoàn thành bởi vậy cô nguyện ý nhường ai bao giờ hợp thì đến không hợp thì tan bất luận là đoạn duyên phận với anh bạn trai học trường cảnh sát năm xưa hay với la vũ một khi cô phát hiện đối phương không phải người mình muốn sẽ lập tức chia tay đá người ta đến mức không nhiễm một hạt bụi nhưng ân phùng không có điểm nào là không hợp tâm ý cô trong những ngày tháng vừa qua anh thực ra rất tốt rất tốt anh ngày ngày đêm đêm bầu bạn cùng cô một người ngốc nghếch như vậy song cũng là người mang đến niềm ngọt ngào chua xót đấu tranh vui vẻ và khắc cốt ghi tâm mà trước nay cô chưa hề được nếm trải. Trong gian nhà dết mổ kia, khoảnh khắc chứng kiến anh lao đến đỡ đòn, Vưu Minh hứa đã biết cô không thể không có anh trong đời. Cho đến khi hai người cùng bày tỏ tâm tư, có thêm niềm vui cuốn quyết, triền miên của tâm hồn và xác thịt, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cứ ở bên cạnh Vưu Anh Tuấn như vậy, sống tiếp những tháng ngày bền lâu. Nhưng hiện tại thì sao? Tay anh gác trên chăn gõ theo nhịp, quan sát cô, đề phòng cô anh sẽ nở nụ cười ý vị sâu xa khó lường mắt anh thăm thẳm tự đêm đen không thể nhìn thấu anh nói về trước đi tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô cạch một tiếng vương minh hứa đã ăn xong bữa trưa quay trở về phòng làm việc cô hoàng hồn phát giác chiếc bút chì trong tay đã bị bẻ gãy nó tự như tâm trạng cô lúc này dù buồn bực ảo não nhưng bất lực xen thêm chút đau lòng khó hiểu nhưng có rất nhiều lúc vương minh hứa giống như một người đàn ông sẽ điều chỉnh tâm trạng của bản thân chứ không mãi chìm trong đau thương. Cô sẽ chăm điếu thuốc, hút với nét mặt vô cảm, sau đó vùi đầu vào một tập hồ sơ dày cộp, vứt hết nhưng chuyện phiền muộn sang một bên. Hình như cấp trên sẽ điều một người mới đến tổ chúng ta, hứa mộng sơn chật hạ giọng nói, Nam, còn là một cảnh sát hình sự đã từng lập huân chương chiến công hạng nhất, tài giỏi vô cùng. Vương Minh hướng ngẩn người, vậy thì chính là người đã từng trải qua thập tử nhất sinh, lập nên công lao đáng giá ngàn vàng hai người không hẹn mà cùng nhìn về chiếc ghế trống bên cạnh. Qua một hồi, vương minh hứa cười nói, cô ấy sẽ rất vui. Một cảnh sát hình sự từng lập chiến công ngồi vào vị trí của cô ấy cơ mà. Hứa mộng sơn sau một lúc trầm mặt cũng cười khẽ nói, đúng vậy. Chiến công của cô ấy dường như cũng chuẩn bị có rồi. Luôn muốn lập công, cuối cùng cũng được như mong muốn, mấy chữ cuối, giọng anh ấy đã khang đặt. Vương minh hứa vỗ vai anh ấy, ánh mắt bất giác dừng huy hiệu cảnh sát trên bức tường đối diện màu sắc trĩu nặng và góc cảnh sát nhọn đó có thể khiến toàn bộ thế giới trong tim bạn phẳng lặng ngoại trừ cảnh sát bọn họ sẽ chẳng còn ai có thể hiểu được cảm giác này tìm được manh mối nào chưa hứa mộng sơn nhìn hồ sơ trong tay cô vẫn chưa hứa mộng sơn nghi hoặc nói vụ án trao đổi giết người của lý tất nhiễm và lưu nhã dục có chứng cứ vô cùng xác thực đầy đủ hung khí vân tay camera giám sát đều đã được xác nhận hai người bọn họ cũng đã thừa nhận tội danh nếu nói hung thủ thực sự không phải bọn họ mình tuyệt đối không tin hai đứa trẻ tự tư tự lợi còn có thể gánh tội cho kẻ khác hơn nữa còn không lộ chút sơ hở là điều không thể vương minh hứa trầm tư mình đồng ý người đồng thủ chắc chắn là hai đứa khi đó nguyên văn lời của thiên thành là thực chỉ là trao đổi giết người đơn giản vậy thôi sao không chừng phía sau còn có ẩn tình Thậm chí ẩn tình này cả hai đứa trẻ đều không ý thức được. Khi trước điều tra, ân phùng từng nhắc đến một khả năng. Cô ngừng lại. Hứa mộng sơn làm như không nhìn thấy. Vương Minh hứa tiếp tục nói. Anh ấy nói, thanh thiếu niên là những người dễ dàng thao túng nhất. Chưa biết chừng phía sau còn có một vai diễn tương tự như người cha dẫn dắt bọn chúng phạm tội. Nếu giả thiết này được thành lập, vậy người cha đó là ai? Là kẻ chưa hề xuất hiện hay đã từng xuất hiện mà chúng ta không chú ý đầu mày hứa mộng sơn nhíu chặt việc này quá mơ hồ khó nắm bắt xong những việc như vậy chẳng phải là dành cho những người khó nắm bắt giải quyết hay sao vậy có cần phải anh ấy dò hỏi vưu minh hứa lạnh giọng tự chúng ta điều tra không có đồ ngốc đó lẽ nào bà đây không tra nội án một ngày trôi qua thực chất không phải chuyện gì cấp bách đến hứa mộng sơn cũng tan làm đúng giờ nói là phải đi luyện xạ kích nhưng vương minh hướng ngẩn ngơ đến khi đèn hoa rực sáng, người trong phòng làm việc đã về hết mới lục sục trời đi. Lại qua cơn đói. Cô vác cái dạ dày không thoải mái lắm, quyết định về nhà nấu mì ăn qua bữa. Xuống xe bus, khoảnh khắc bước vào tiểu khu dưới ánh đèn đường, cô ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng trưng của những hộ gia đình xung quanh, thầm nghĩ, ngày trước chẳng phải cũng sống như thế này sao? Sao hiện tại cảm thấy cô đơn hệt như hô hấp vậy, đầu đầu cũng có. Kết quả khi nhìn kỹ lại cô phát hiện đèn nhà đang bật sáng trái tim lập tức đập thình thịch điên cuồng vương minh hứa không nói rõ được là cảm giác gì nó là nỗi niềm vui mừng chua xót thấp thỏm dồn dập trào dân không thể khống chế cô thực sự không yêu thích gì một bản thân với tâm trạng bấp bênh như hiện tại song vẫn dùng tốc độ nhanh nhất xông vào thang máy lên đến cửa nhà cô đứng trong hành lang cửa nhà mở toang vài người nhân công đang chuyển ra chuyển vào bao gồm tủ quần áo cho thanh thiếu niên, chiếc giường lâu đài vương tử cũng bị tháo dở và gấp gọn, còn cả tay trang thẳng thớm và những bộ quần áo xanh lá của người đàn ông đều xếp cùng một chỗ. Vương Minh hứa từ từ bước đến, nhân công không biết cô nên đều liếc nhìn mấy lượt. Cô đi qua bọn họ vào thẳng trong nhà, thấy Trần Phong đang đứng trước gian phòng ngủ kia chỉ huy công việc. Nhìn thấy cô, Trần Phong duy trì biểu cảm rất tốt, chỉ khẽ cười nói, cô Vưu, thầy ân định chuyển về nhà. Tôi đến chuyển những thứ đồ thừa thải này đi, tránh làm vướng bận đến cô. Hôm nay cũng đã muộn rồi, chuyển xong chúng tôi cũng không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Ngày mai sẽ tiếp tục giúp cô trả lại gian phòng nguyên dạng như khi trước. Vương Minh hứa như nghẹt thở, cô là người kiên cường biết bao nhiêu mà nhìn cảnh tượng này vành mắt cũng thấy chua xót. Nhưng mặt cô lạnh lẽo đến mức không thể lạnh hơn được nữa, anh ấy đâu? Trần Phong im lặng một lát, cuối cùng khẽ nói một câu, ở dưới lầu trong chiếc xe đổ bên kia đường. Vưu Minh hứa quay người xuống lầu. Bóng tối dần lan rộng, lạnh lẽo thấu xương. Vưu Minh hứa đứng nhìn chiếc xe Bentley đen từ xa. Có một khoảng thời gian rất dài cô không cho phép anh đi xe này vì quá huên hoang. Bởi vậy, anh đã bảo tài xế tìm một chiếc xe BMW đúc từ trong gara. Cô đã nhìn thấy người tài xế khi trước đang ngồi trên ghế lái, người ngồi băng ghế sau được lớp cửa kính đen che khuất, từ bên ngoài sẽ khó mà nhìn ra anh. Vương Minh hứa đi về phía chiếc xe. Tài xế cũng đã thấy cô. Người tài xế cường tráng thường ngày đôn hậu cứng trắng hôm nay cũng lộ ra thần sắc do dự hiếm hoi, song cuối cùng vẫn nhìn thẳng về phía trước, làm như không nhìn thấy cô. Vương Minh hứa đút hai tay trong túi quần, đứng ngay băng ghế sau của xe, lặng lẽ chờ đợi. Cánh cửa phía đối điện mở ra, ân phùng bước xuống. Vương Minh hứa nhìn anh, cuối cùng cũng xin chút hoang mang. Đây là lần thứ hai cô gặp anh sau khi anh thức tỉnh, song lại cảm thấy anh thực sự là một người khác hoàn toàn. Nếu có bất ngờ gặp trên đường phố, chưa chắc cô đã nhận ra anh ngay lập tức. Thường ngày, Vưu Anh Tuấn đều tự mình chải đầu qua loa, lọn tóc ngắn bồng bềnh rủ trước trán. Còn người đàn ông trước mặt, đầu tóc tạo kiểu ngay ngắn, chải chuốt không lệch một cộng. Anh mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo nhung dài cùng màu, quần dài đen làm nổi bật dáng người cao giáo, thon dài, khiêm nhường mà tinh tế. Một tay anh gác trên thành xe, mắt nhìn cô, khẽ gõ lên cửa sổ xe. Tài xế hiểu ý, lập tức lái xe sang nơi khác. Nơi này cuối cùng chỉ còn lại hai người. Vương Minh hứa nhất thời tức giận mới xông xuống, khi thực sự đối diện với người này lại không biết phải nên nói gì. Có điều sắc mặt cô lãnh đạm, không mang bất cứ biểu cảm cũng không lộ bất cứ điểm yếu nào, nhìn thẳng vào anh. Ân Phùng cũng quan sát, đánh giá cô một hồi. Toàn bộ sự việc xảy ra trong vòng 2 năm vừa qua anh đều đã biết khá rõ. Hiện giờ nhìn thấy cô cảnh sát này, quả thực tâm trạng anh cũng có chút khó để hình dung. Thế là trước khi mở lời, anh bèn tiếp tục quan sát vẻ ngoài cô. dáng người chuẩn đẹp, thon thả, mảnh mai xong cũng không mất đi cảm giác đầy đặn. Lại vì luyện tập trong thời gian dài, đường nét cơ thể càng thêm quyến rũ hơn so với những cô nàng trắng trẻo, xinh đẹp. Nhưng anh thích những cô gái yếu đuối hơn, chứ không phải hình mẫu khỏe mạnh, thiếu mất nét thương hương tiết ngọc thế này. Gu thời trang của cô khá tốt, dù đơn giản, còn không trang điểm, nhưng chỉ mặc chiếc quần jean ngắn cũng đã tôn lên nét đẹp cứng trắng trong cô. Song anh vẫn không hề yêu thích kiểu này. Trước khi đến đây ngày hôm nay, ân phùng đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý hứng chịu cơn phẫn nộ, ai oán, không nở, thậm chí là dây dưa không dứt của người phụ nữ. Cũng giống hệt như những cô nàng bám lấy anh khi trước. Nhưng điều nằm ngoài dự liệu chính là cô gái trước mặt có dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, thậm chí có có mấy phần nghiêm nghị, không hề để lộ nét biểu cảm thừa thải nào. Nhìn đủ chưa, cô gái lạnh nhạt cất tiếng. Ân phùng điềm nhiên chuyển tầm mắt từ mắt cá chân trở lại mặt cô, cười cười, nói, những chuyện xảy ra trong thời gian này tôi đều đã nghe Trần Phong thuật lại rồi. Cảm ơn cô đã thu nhận và chăm sóc tôi, nghe bác sĩ phân tích, hành động của cô cũng mang lại tác dụng tốt cho việc hồi phục của tôi. Tôi sẽ ghi nhớ ân tình này. Sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ, có thể mở lời bất cứ lúc nào, chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của tôi." Vương Minh hứa càng nghe, trái tim càng trầm xuống. Cô nhìn anh chầm chầm, không tiếp lời. Ân Phùng tiến lên mấy bước, đèn đường nằm phía sau, bóng anh bao trọn trên người cô. Vương Minh hứa thẩn thờ nghĩ, sau khi trước không cảm thấy anh cao đến vậy, có lẽ là bởi vì anh luôn cúi người hoặc giả ngồi sổng luôn xuống đất ngay ngốc ngắm cô. Anh khi đó giống hệt như cây trúc, lúc nào cũng vì cô mà ngã người. Mũi cô chua xót, đột nhiên không muốn nhìn người đàn ông quần áo lực là trước mắt, bèn ngoảnh đầu sang hướng khác. Ân phùng quan sát thần sắc của cô. Anh phát hiện, cô gái này thực sự rất khác so với những người con gái khác. Ví dụ về biểu cảm, dù rõ ràng cô từng yêu một bản thân khác của anh song chưa từng để lộ quá nhiều tâm trạng, ngoài trừ nụ hôn đột ngột trong phòng bệnh ngày hôm qua còn lại biểu cảm cô thay đổi vô cùng nhỏ nhặt qua ánh mắt hay ngón tay út khẽ cong lên thế nhưng không có điều gì có thể lọt qua mắt anh cô muốn giữ anh lại nhưng với ân phùng mà nói điều này quá mức làm khó người ta cô vưu anh bình thản nói hy vọng cô hiểu cho có lẽ khoảng thời gian vừa rồi chúng ta đã từng có tình cảm với nhau nhưng dù sao đó cũng là khi tôi mất đi thần trí mất đi ký ức cả trí tuệ và EQ đều không bình thường. Hơn nữa hiện tại tôi cũng không nhớ được khoảng thời gian đó. Nếu miễn cưỡng ở bên nhau, với tôi mà nói, không khác nào yêu người phụ nữ xa lạ. Tôi không làm được. Cũng hy vọng cô đừng cưỡng cầu. Vưu Minh hứa bóng hình hai người chồng chéo lên nhau trên nền đất, bật cười ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, nghĩ quá rồi. Anh cũng nói rồi đó, tôi và bản thân trong quá khứ của anh có tình cảm với nhau, chứ không phải anh của hiện tại. Anh của hiện tại là cái thái gì Liên quan quái gì đến tôi Chuyển đồ đi là được Cũng chẳng ai buồn ép buộc anh yêu đương với người phụ nữ xa lạ Chỉ là Ân phùng Hãy nhớ những lời hôm nay tôi nói Tôi trước nay không cầu đàn ông Cũng không thể chịu đựng bị đàn ông phản bội Hôm nay anh đi Sau này cũng đừng đặt chân vào nhà tôi một lần nào nữa Tôi xem như người đó chưa hề tồn tại Nói xong Cô lập tức quay người bỏ đi Ân phùng đứng nguyên tại chỗ song lại có chút hốt hoảng công bằng mà nói lời này của người phụ nữ khiến lòng anh nổi lên tia phẫn nộ nhưng nhìn bóng lưng rời đi của cô câu nói tôi xem như người đó chưa hề tồn tại lại vang vọng rõ nét bên tai anh cũng không biết vì sao cảm giác phiền muộn đè nén trong tim lại bắt đầu trỗi dậy anh lạnh lùng nhìn cô đi về phía cánh cổng tiểu khu rồi ngoảnh đầu không nhìn nữa vẫy tay ra hiệu cho tài xế đang đổ xe ven đường lạnh mặt ngồi vào xe Biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trần Phong vốn thuê người đến dọn dẹp vệ sinh định kỳ, chỉ có điều sau khi chủ tớ bọn họ chuyển ra ngoài, biệt thự một thời gian dài không có người ở nên ít nhiều cũng thiếu chút hơi thở con người. Còn hôm nay, Ân Phùng xuất viện quay về, đèn trong vườn hoa đều được bật sáng, biệt thự sáng trưng rực rỡ, vừa náo nhiệt lại ấm áp. Ân Phùng đi dọc theo lối vườn hoa về nhà chính. Tài xế sau khi đổ xe cũng đi theo sau anh. Suốt dọc đường anh đều im lặng. Đột ngột tức tiếng hỏi ngay khi đi đến dưới nhà, đồ nha khi trước ngày nào tôi cũng quẩn quanh cô gái đó thật à. Mong cầu cô ta thích tôi. Người ta xế với biệt hiệu, đồ nha, cúi đầu, ừm Ân Phùng thấy hơi đau đầu, lạnh nhạt nói, cô ta có gì đặc biệt mà lại có thể khiến tôi ở độ tuổi tâm lý của năm một không tuổi yêu thích đến thế. Đồ nha khẽ đáp, cô ấy rất tốt. Ân Phùng nhìn anh ấy, nói, anh trước nay đều dễ mềm lòng. Đồ Nha cười cười, khác nhau chứ. Trước đây cô ấy đối xử với cậu rất tốt, thật lòng hơn bất cứ một người phụ nữ nào, bảo vệ cậu cực cẩn thận, hoàn toàn không cần đến bọn tôi nhúng tay. Ân Phùng không nói gì nữa. Bước vào phòng khách tầng 1, Trần Phong, cậu hòa sĩ, đầu bếp, người làm vườn và ông chú già đều có mặt đầy đủ. Thấy Ân Phùng trở về, bọn họ đều đứng dậy. Ân Phùng phất tay, ngồi đi. Cả nhóm cùng ngồi xuống, cậu hòa sĩ nhỏ tuổi nhất, cũng nhanh nhẹn nhất, chạy đi pha trà bưng nước. Ân Phùng ngồi chính giữa nhìn những cặp mắt chất chứa nét ân cần và vui mừng của họ, cười nói, tôi không sao, khoảng thời gian này làm mọi người lo lắng rồi. Tất thảy mọi người đều nở nụ cười. Ông chú già vẫn là dáng vẻ khô héo của người từng ngồi chốn lao tù, nhún vai, chà tay nói, thầy ân, cậu không nhớ những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian này thật à. Ân Phùng hờ hững từng một tiếng người thợ làm vườn với gương mặt gầy guộc u ám nói lão cửu có gì mà phải hỏi không nhớ được thì thôi việc gì phải khiến thầy ân thêm phiền não ông chú già với biệt hiệu lão cửu cười ha hả không lên tiếng nữa ân phùng nói tôi nghe nói khoảng thời gian tôi và cô cảnh sát kia ở bên nhau mọi người sống rất tự tại không thèm để ý đến những lời trước đây tôi đã từng nói mọi người đều cùng cười hi hi đến là vui vẻ trần phong nhất gọng kính Em vẫn luôn ở bên cạnh thầy, bận vô cùng, không có rảnh làm những việc khác, nói dứt câu liền nâng cặp mắt tinh tranh nhìn những người khác. Đầu bếp là người thứ hai tiếp lời. Thời gian anh ta theo ân phụng ngắn hơn những người khác, chỉ có 3 năm, ngoài 40 tuổi, nằm ở độ tuổi trung bình trong nhóm, nhưng tướng mạo sáng sủa, không gầy không béo, thân hình cân đối. Có lẽ vì ăn cơm ngon suốt thời gian dài nên khí sắc rất tốt, gương mặt ánh lên lớp bóng nhảy riêng biệt của đầu bếp, vừa nhìn đã thấy tràn ngập hơi thở khói bếp phố phường. Một ngày ba bữa của chú là do anh phụ trách, chú nói xem anh có chịu quản thúc hay không. Ân phùng cười cười, cất lời, những người khác thì sao? Thời gian này, có, anh ngừng một lát, thần sắc lạnh hơn một chút, không khống chế được bản thân, đi làm vài việc không nên làm. Nếu bị cảnh sát tóm được, tôi sẽ không giúp các người. Tất cả đều im thinh thiết. Tầm mắt ân phùng quét qua từng người, quan sát thần sắc của bọn họ trái tim anh ngược lại yên tâm được mấy phần anh nói rất tốt nếu đã không làm hại đến ai vậy có làm hại đến bản thân không cả đám vẫn im lặng lão cửu chà tay cười nói trước tiên không có thầy ân tôi không có hiện tại đi theo cậu cuộc sống vô cùng thoải mái hơn nữa lão cửu trước nay chỉ hại người không hại mình ân phùng công môi lời này là lời thật lòng Trước khi ra tù, lão cửu đại khái chính là người tàn nhẫn nhất trong nhóm. Có điều, năm đó, nếu không phải cô con gái 8 tuổi ông yêu thương nhất bị cưỡng hiếp rồi bị sát hại, ông cũng sẽ không chém kẻ đó thành bả đậu. Sau khi vào tù bị quản giáo đầy đọa, nửa đêm ông cắt nửa cái tai của người ta, còn ép người đó ăn sống nhằm hủy chứng cứ. Từ đó, ông không sợ trời không sợ đất, sống đến là thanh tịnh. Ân Phùng từng nói chuyện với ông, còn sắp xếp cả phóng viên phỏng vấn, công bố phân tích hành vi và tâm lý làm hại người năm đó giúp ông được đại đa số thông cảm thậm chí còn được giảm hình phạt về sau ân phụng có thêm vài cuộc trò chuyện cùng ông ông đã lấy lại được sự bình tĩnh lúc bấy giờ mới có lại cảm giác với cuộc sống và những người xung quanh sau khi ra tù ông chú già đơn thân mang theo tội ác không chốn dung thân ân phụng đã giữ ông bên người từ đó ông một lòng một già sống trong biệt thự làm một ông lão tạp dịch cả ngày cười ha hả lúc này Ân Phùng chú ý đến có người lặng lẽ cúi đầu. Anh cất giọng, Tiểu Yến. Tiểu Yến chính là cậu hòa sĩ, cậu ấy cúi đầu không đáp, tay phải khẽ chạm vào cổ tay trái rồi lập tức buông ra. Đầu bếp ngồi bên cạnh túng tay cậu, kéo tay áo lên, lộ rõ rành rành hơn 10 vết thương chồng chéo, cùng hai vết thương mới. Phong khách lặng nhắc như tờ. Tiểu Yến cúi gầm đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn. Cậu từng mắt chứng trầm cảm nặng, là một thiên tài hội họa, cảnh sát luôn nghi ngờ cái chết của bố mẹ cậu vào mấy năm trước có liên quan đến cậu nhưng lại không tìm ra chứng cứ dù đã sống cùng ân phùng song cậu ấy vẫn từng tự thiêu được mọi người phát hiện mới chịu từ bỏ ân phùng nói được rồi thân thể và cậu là một thể thống nhất những cảm xúc đau khổ vui mừng của cậu nó đều cảm nhận được hà tất lại làm tổn thương nó một lần nữa đó chẳng qua chỉ là biểu hiện của sự hèn nhát sau này đừng như vậy nữa tiểu yến có dáng vẻ của một thanh niên nho nhã đỏ bừng mặt khẽ gật đầu đầu bếp lên tiếng hỏi thầy ân sau này còn đi tìm cô cảnh sát đó nữa không câu hỏi vừa thốt ra toàn bộ đều đổ dồn ánh mắt hứng thú lên ân phùng người thợ làm vườn nói nếu thích thật tối nay anh có thể dâng cô ta lên tận giường cho cậu giống hệt như với thư tuyết lần trước ấy ân phùng cũng đã nghe trần phong nhắc đến chuyện của thư tuyết Thực ra anh đã chẳng còn ấn tượng với người phụ nữ luôn cuốn lấy anh này Sau đó lại nhớ đến lời Trần Phong nói Vưu Minh hứa sách thư tuyết vứt thẳng ra khỏi phòng Không biết vì sao, khóe môi anh chợt vẽ thành một đường cong. Anh hờ hững đáp, đừng linh tinh Vừa mới bảo các anh an phận thủ thường xong Cô gái đó Cũng chỉ là một trò tiêu khiển trong thời gian tôi mất trí nhớ mà thôi Sau này không cần nhắc đến nữa Đạo bất động không cùng mưu nghiệp đời này của tôi không thể sống chung với cảnh sát. Cùng với sự trở về của ân phùng, cuộc sống của những người xung quanh tự như đều quay về quỹ đạo ban đầu. Bọn họ vốn sống cùng anh trong biệt thự, đêm xuống ai về phòng người nấy, kể từ ngày hôm nay, bọn họ lại có thể quay trở về cuộc sống bình phàm, thanh tĩnh bên cạnh anh như ngày trước. Trần Phong cũng về phòng đi ngủ. Ân Phùng về phòng ngủ chính, tắm rửa xong chỉ mặc quần lót, cuốn một chiếc khăn tắm quanh eo rồi đi ra khỏi phòng tắm. Anh đứng trước gương lau đầu, quan sát diện mạo hiện tại của bản thân. Dường như đã béo hơn khi xưa một chút. Qua một lúc, anh nhìn vào mắt mình, chiếc khăn trong tay cũng buông xuống. Đó là đôi mắt đen tuyền, tự như chẳng nhìn thấy đấy. Một hồi sau, anh không lộ bất cứ biểu cảm nào, đi đến trước giường, tháo khăn tắm, ngã vào giường. Đợi sau khi phản ứng lại, anh mới nhận ra bản thân đang ôm trọn tắm chăn vào lòng, tay chân cuộn lại hệt như con ếch ngồi xếp bằng cuốn chặt lấy chăn, đầu thậm chí còn nghiêng đi, gác trên chăn, dụi đi dụi lại mấy lượt. Anh rốt cuộc đang làm trò gì vậy? Trầm mặt thoáng chốc, anh ném chăn sang một bên, nằm thẳng người, gối đầu lên tay như ngày trước, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đội ánh nắng ban trưa của ngày đông, Vưu Minh hứa lặng lẽ đứng quan sát quán nét trước mặt. Dù là ngày làm việc, song nơi đây vẫn có không ít thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi lui tới, tự như cách ly với thế giới bên ngoài bằng lớp kính thủy tinh đen đặc đó. Đây là nơi Vương Minh hứa và ân phùng tìm thấy Lý Tất Nhiễm. Cũng là nơi Lý Tất Nhiễm và Lưu Nhã Dục gặp gỡ, quen thân, tin tưởng, bắt đầu âm mưu trao đổi giết người. Câu chuyện bắt đầu từ đâu thì nên tìm kiếm ẩn tình tại đó. Vương Minh hứa bước vào trong quán. Mấy tháng không đến, nơi này dường như chẳng hề thay đổi. Khi đi qua từng hàng máy tính, tầm mắt vưu minh hứa bất giác hướng về vị trí gốc trong cùng, Lý Tất Nhiễm từng nằm trên chiếc sofa nơi đó. Nhưng hôm nay chiếc ghế đã được chuyển đi. Nhìn những thứ đó làm gì? Anh không được phép chơi game. Ờ. À, giọng nói mềm mại, tuổi thân của người đó dường như vẫn ở ngay bên cạnh. Vưu Minh hứa mặt không biểu cảm, đi thẳng đến quầy ba. Một người thanh niên quể oải trong quầy, không buồn để ý đến cô. Vưu Minh hứa phủ phục trên quầy, cười hỏi, anh đẹp trai ông chủ các anh đâu anh ta thấy người đến là một cô gái xinh đẹp giọng nói hòa nhã hơn nhiều không ở đây có chuyện gì sao vương minh hứa nói ồ ông chủ hướng và tôi là đồng hương vài ngày trước đã giúp đỡ tôi tôi vừa công tác về muốn mời chú ấy ăn một bữa cơm anh thanh niên hỏi cô không có số điện thoại của ông ấy à vương minh hứa tất nhiên là có đã ghi lại từ lúc còn điều tra vụ án trước xong vẫn thản nhiên nói, gọi rồi nhưng không bắt máy, cô cũng chẳng sợ anh ta sẽ gọi cho Hướng Vinh, bởi chỉ cần miêu tả qua thôi là Hướng Vinh sẽ lập tức biết cô là ai. Cô hôm nay chỉ tùy ý đến do thám mà thôi. Anh thanh niên đáp, "Ờ, vậy thì tôi cũng không biết. Có những khi ông chủ bận việc, không liên lạc được. Chúng tôi gọi cũng không nghe." Vương Minh hứa cười cười, "Ồ." Anh ta nói tiếp, "Ông chủ đi tỉnh khác rồi." nói là trong nhà có việc cô để sau hãy gọi hoặc có thể nói cho tôi biết cô tên gì để lại cách thức liên lạc tôi sẽ tìm cơ hội nói với ông ấy vưu minh hứa lười nhác nói không cần mời người ta ăn cơm thì nhất định phải đích thân mời lần sau tôi sẽ quay lại cô ra khỏi quán trong đầu vụt qua ghi chép khẩu cung mới đọc được mấy hôm trước trong hồ sơ vụ án lần đầu tiên cô và ân phụng đến quán nét hỏi hướng vinh ông ta nói cậu trai này thường đến quán tôi hôm qua còn cùng bạn chơi game lần thứ hai hứa mộng sơn tìm đến đây theo lời cô dặn yêu cầu hướng vinh cung cấp đoạn video giám sát của mấy ngày trước hướng vinh chủ động nhắc ban nãy vừa có người đến đòi lấy đoạn băng ghi hình nhưng tôi không đưa cậu ta cũng là một cậu nhóc hình như họ lưu hay trận gì đó luôn lên mạng cùng lý tất nhiễm vừa mới đi xong khi đó không thấy có điều gì khác lạ hiện tại kết hợp với lời cố thiên thành cùng suy luận có kẻ tương tự như người cha của ân phùng liền cảm thấy lời của hướng vinh có chút đáng ngờ trong những tình huống bình thường những ông chủ quán nét kiểu này thường sẽ bớt việc nào hay việc đó nhưng ông ta hai lần đều chủ động nhắc đến bạn của lý tất nhiễm khiến người ta không thể không nghi ngờ liệu rằng ông ta biết ẩn tình thậm chí là cố ý dẫn dắt hoặc ám chỉ cho cảnh sát chăng bởi dù sao Quán nét này cũng bị ân phùng phát hiện là điểm giao giữa quỷ tích hành động trong án trao đổi giết người của Lý Tất Nhiễm và Lưu Nhã Dục. Còn hứa mộng sơn cũng phát hiện tình tiết bị bỏ sót trong hồ sơ vụ án. Lý Tất Nhiễm và Lưu Nhã Dục có thể kết đồng minh còn do một yếu tố thúc đẩy, chính là hai đứa cùng quê, đều là thôn Đào Lĩnh, huyện Thần Khê. Không chừng hồi nhỏ hai đứa đã từng chơi chung với nhau. Hứa mộng sơn nhảy bén, đi điều tra quê quán của hướng Vinh, kết quả phát hiện, hóa ra ông ta cũng là người thôn đó. Hơn nữa ông ta luôn đi nơi khác làm việc, 8 năm trước, gia đình đều sống ở nông thôn, về sau mới chuyển đến Tương Thành. Điều này quả là thú vị. Điểm giao thoa giữa ba người bọn họ, liệu rằng còn sớm hơn gặp gỡ tại quán nét chăng? Nhưng trước khi tìm ra được điểm đáng nghi rõ ràng hơn, Vương Minh hứa không có ý định tìm gặp Lý Tất Nhiễm và Lương Nhã Dục. Một là, hai cậu thanh thiếu niên chưa hề tiết lộ bất cứ tin tức nào liên quan đến phương diện này, ép hỏi chưa chắc đã có hiệu quả, hay là không rõ vì sao, song Vương Minh hứa cảm thấy việc lần này phải càng cẩn trọng, tránh đánh rắn đồng cỏ. Vừa ra khỏi quán nét, cô lập tức nhận được điện thoại của hứa Mộng Sơn. Anh ấy nói, mình đến thôn đào lĩnh rồi, nhà hướng Vinh vẫn còn, nhưng nhìn có vẻ như bỏ hoang lâu lắm rồi, lát nữa mình sẽ đi quan sát địa hình xung quanh. Vương Minh hứa nói, cậu cẩn thận chút ông ta có khả năng quay về thôn rồi biết rồi mình đến nơi ở của ông ta ở tương thành xem có phát hiện được gì không tối gặp nếu lão đinh có hỏi nhớ viện cớ giúp vưu minh hứa đáp biết rồi nghe nói cấp trên có ý điều tra lại theo manh mối cố thiên thành nhưng vẫn không hề phát hiện hành động cùng không phát nhiệm vụ xuống cho bọn cô hai vụ án đều đã kết thúc chỉ dựa vào mấy câu nói của cố thiên thành đã đổ dồn lực lượng điều tra lại là rất khó khăn vương minh hứa dự đoán có lẽ cấp trên dồn nhiều sức lực truy bắt cố thiên thành hơn điều này cũng không có gì đáng trách nhưng hai bọn cô sao có thể an phận ngồi im cho được hai người cảnh sát hình sự tài giỏi biết được vụ án bản thân từng phá vẫn còn có kẻ đứng sau dở trò quỷ quái chẳng khác nào bị cào xé tâm can bọn cô chỉ muốn nhanh chóng vạch trần chân tướng huống hồ Vưu Minh hứa ra vào cục cảnh sát, rõ ràng khí áp thấp vô cùng. Đinh Hùng Vĩ đã nhận được tin ân phùng hồi phục, chuyển về nhà sống. Mọi người cũng thấy đại tác gia thường ngày đi ra đi vào theo cô đột nhiên mất tích, phần lớn đều đoán ra hai người dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Gần đây không còn án nào khác, Vưu Minh hứa phải dồn toàn bộ tinh lực lên vụ án này, hứa mộng sơn thân là huynh đệ, tất nhiên cũng sẽ làm cùng cô. Thậm chí đến Đinh Hùng Vĩ cũng nhắm một mắt, mở một mắt trong mắt ông trợ thủ này chính là con hổ dư thừa tinh lực tổn thương vì tình à còn không bằng lăn đi tra án mệt đến chết đi sống lại ý nghĩa hơn nhiều nhà hướng vinh nằm trong một tiểu khu yên tĩnh gần ngoại ô tương thành vì là khu mới khai phá tiểu khu gần như chẳng có mấy người tỷ lệ chuyển vào sống cũng thấp vương minh hứa đứng dưới tòa nhà quan sát một hồi cuối cùng quyết định đi đánh giá địa hình xung quanh nhà hướng vinh ngay dưới tầng 1 là một phòng ở giản dị phía trước có một vườn hoa nhỏ rèm cửa kéo kín mít vương minh hứa biết nhiều năm trước hướng vinh đã ly dị vợ con trai cũng chết vì đuối nước đã lâu hiện tại sống cô đơn lẻ bóng nếu ông ta đã đi nơi khác vậy thì hiển nhiên trong nhà không có ai bởi vậy cô không có điều gì phải cố kỵ nhìn ngó xung quanh không người cũng không có camera giám sát bèn trèo thẳng qua vườn hoa đến trước cửa nhà cảnh sát hình sự mà làm việc lén lút như cướp gà trộm chó lại càng dễ như trở bàn tay. Chỉ liếc qua, cô đã thấy phòng bếp có cánh cửa sổ thông gió để mở, cô có thể dễ dàng lẻn vào qua lối đó. Vậy nên, chỉ tốn hai ba bước, cô đã lẫn vào bên trong thành công. Đầu cô tự động nảy ra một suy nghĩ, nếu có ân phùng ở đây, nào cần đến cô chui cửa sổ, anh chỉ cần dùng sợi thép lạch cạch vài ba nhát là đã có thể quang minh chính đại thẳng tiến vào nhà rồi. Động tác trèo cửa sổ hơi ngừng lại sao cô lại nhớ đến tên khốn nạn đó cơ chứ? Không biết mở khóa thì sao nào? Cô vẫn có thể vào được đó thôi. Hết quyển 4, chương 140. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.